không sai, lão phụ nhân đeo khăn đầu, trang phục bình dân này chính là Thái hậu nước triệu, thương ấu lan. Thương ấu lan cũng nở nụ cười, nhưng là vừa cười vừa khóc, buồn bã nói. Nguyệt Nhi, nước triệu vong rồi, không cần phải nhắc, hải như Nguyệt đã biết kinh thành bị công phá, nhưng trước đó vẫn không có cảm giác gì. Lúc này nàng ta chợt ngẩn người, thoáng cái lệ nóng tràn mi, giang hai tay ôm mẫu thân. Hai người phụ nữ cùng gào khóc, khóc đến tối tăm trời đất trước cửa sổ của một khách sạn ở góc phố phía xa xa, nam tử bôi đen mặt, chỉnh lông mày, đeo tròm dâu đứng từ xa xa nhìn mẹ con kia gặp gỡ, vẻ không đành lòng nhắm mắt lại. Tất cả thị thị phi phi giống như giấc mộng vừa bừng tỉnh. Người này không phải ai khác, chính là vị quân vương mất nước hải vô cực, từ nay về sau sẽ không còn là hải vô cực nữa. Bên cạnh y có một ông lão trong mắt lóe sáng, áo vải đơn giản, thân thể thẳng tắp, chỉ sợ người biết thân phận sẽ rất khó có thể tin được người này lại là tổng quản đại nội nước triệu, da cát trì. Nét nhăn nheo không thấy đâu, lưng cũng không gù, dáng vẻ già nua lọm khọm không còn nữa. Giọng nói của ông ta cũng thay đổi, nhắc nhở. Ông chủ, có thể yên tâm, đi thôi. Hải vô cực mở mắt, thấy hai mẹ con ở đằng xa đi vào cửa, chậm rãi xoay người, lắc lư ống tay áo, để lại một tiếng thở dài. Bồn vàng ngói ngọc, khách thế gian. Đầu năm 33 theo vô kịch, nước triệu diệt vong. Lãnh thổ nước triệu chia làm hai, nước yến chiếm một phần, phần lớn cho phản quân nước triệu chiếm đoạt. Phản quân công phá kinh thành không lâu đã lập tân quân đăng cơ, quốc hiệu được đặt là Tần. Phiêu miếu các phái người nghiệm chứng thần khí chấn quốc thương kính, đã chấp thuận Tần lập quốc. Tân quân bái tế trời đất, sau khi lấy danh húy của tổ tông ra tế cáo tổ tiên trên trời có linh thiêng, mọi người mới biết, hiểu nguyệt các lại là dư nhiệt triều Tần đã bị diệt từ 300 năm trước, khiến cho người trong thiên hạ khiếp sợ không thôi. Tử Kim Động, trưởng môn cung lâm sách trở về, cuối cùng cũng lại gặp gỡ Ngưu Hữu Đạo tại một nơi bình lặng trong núi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời ông ta vào đình ngồi nghỉ. Chương 1317, trưởng lão mới của Tử Kim Động 1. Sau khi ngồi xuống, Cung Lâm sách nước mắt về phía tấm biển đặt tại cửa đình viện, thấy trên mặt đổi thành bốn chữ biệt viện Mao Lư, ông ta buồn cười nói: "Ngươi đúng là sảng khoái, không được đồng ý đã chuyển sơn trang Mao Lư đến nơi này rồi." Ngưu Hữu Đạo nhấc tay, gia hiệu quản phương nghi đứng ở bên pha trà, mình thì tự chiêu đãi khách quý, vừa châm trà rót nước, vừa cười nói. chẳng lẽ không phải vậy sao? cung lâm sách không đáp, hỏi vết thương thế nào rồi? ổn rồi. như hữu đạo đẩy một chén trà tới trước mặt ông ta, cung lâm sách dùng ngón tay gảy chén trà. có nghe nói không? đám hiểu nguyệt các kia lại là dư nhiệt tiền tần. như hữu đạo gật đầu, động tĩnh lớn như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó, thực sự là ngoài dự liệu. Cung lâm sách cảm khái nói, ẩn nhẫn hơn 300 năm chỉ vì một mục tiêu này, ai mà ngờ được. Dứt lời, ông ta lắc đầu, có phần cân nhắc nói. Tân quân nước tần là học sinh của ngươi, không biết ngươi có cảm tưởng gì. Như hiểu đạo dở khóc dở cười, lắc lắc đầu. Lúc trước Ngọc Thương nói thằng bé kia là các chủ của hiểu nguyệt các, ta còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại cuối cùng cũng hiểu là sao. Thằng bé kia không thích hợp làm hoàng đế, sau này nắm giữ triều chính nước tần sợ là bản thân Ngọc Thương cung lâm sách theo như hiện giờ ngọc thương có nắm giữ triều chính của nước tần hay không đều không quan trọng hiện tại điều mà hiểu nguyệt các muốn làm chính là thu lấy dân tâm của cựu thần nước triệu hóa vùng đất cũ nước triệu thành của chính họ mới là sự việc cấp bách hiện nay của họ tạm thời họ sẽ không uy hiếp được tới chúng ta cũng sẽ không tự gây phiền phức xem như tai nạn của nước yến đã qua rồi cũng coi như nhân họa mà được phúc nói câu cuối ông ta vạn phần cảm khái nhớ lúc đầu phải đối diện với yêu lo diệt quốc bây giờ không chỉ khắc phục được khó khăn mà còn chiếm đoạt một lượng lớn lãnh thổ nước triệu, làm sao có thể không cảm khái. Tạm thời, tình huống bốn phía đang có lợi đối với nước Yến. Tân tần bận biểu thu dọn nội chính, Hàn và Tống giao chiến cũng không rảnh bận tâm đến nước Yến, mà tình thế nước Yến trước mắt đang tốt đẹp. Nhiều hữu đạo bê chén trà lên thưởng thức, trêu đùa. Nước Yến có thể nhân họa được phúc, châu Nam ta có công đầu. Đối với lời này, cung lâm sách không phản đối. Không có châu Nam đánh đông dẹp Tây, không có châu nam ngưng tụ sĩ khí và quân tâm nước yến không có tướng soái châu nam bày mưu nghĩ kế e rằng không phải triệu vong mà là yến vong quả thực vậy nhưng tiêu giao cung và linh kiếm sơn sẽ không thừa nhận e là còn muốn tính sổ với các ngươi cung lâm sách cho một câu nghiêu hữu đạo ta trốn ở tử kim động bọn họ có thể làm khó dễ được ta chỉ cần ta không chết bọn họ có bản lãnh động vào tử kim động một chút thử xem bọn họ dám động vào người của tử kim động tử kim động cũng không bỏ qua cho người của họ, có phải vậy không? Cung lâm sách thở dài, một khi việc ngươi đến bên này bị công khai, hai nhà kia sợ là sẽ thẹn quá hóa giận. Áp lực lên ta rất lớn nha, như hữu đạo, chỉ cần không ép đổ được thì không gọi là áp lực. Vì để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, tử kim động phải tức tốc phái một nhóm cao thủ đi tới cạnh thương chiêu tông. Toàn diện tiếp nhận bảo vệ đối với Thương Chiêu Tông, ta sẽ nhắn tin cho bên Thương Chiêu Tông để bọn họ phối hợp. Cung trưởng môn, ta không muốn thương chiêu tông xảy ra chuyện gì. Lời ta đã nói, nếu bên thương chiêu tông xảy ra chuyện, ta dám cam đoan châu Nam và châu Kim sẽ lập tức khởi binh tạo phản, ai cũng đừng mong dễ chịu. Cung lâm sách, không cần lo lắng cho an toàn bên thương chiêu tông, ta sẽ sắp xếp. Có điều chuyện người gia nhập tử kim động e là còn phải thương lượng với ngươi một chút. Ồ, như hữu đạo chén trà thả xuống, giang hai tay, ta không có vấn đề gì, tử kim động không muốn ta, ta có thể đi tiêu giao cung, cũng có thể đi linh kiếm sơn. Cung lâm sách giật một cái, ngươi đang uy hiếp ta sao? Nghiêu hữu đạo, ta đang ở trên địa bàn của ngài, nào dám uy hiếp ngài? Ta chỉ nói sự thực, nơi này không chứa được ta thì tự có nơi lưu giữ ta. Người như ta sẽ không bị treo cổ trên một cái cây. Cung lâm sách, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta muốn thương lượng với ngươi, điều kiện đã hứa với ngươi sẽ không thay đổi, vị trí trưởng lão đã nói sẽ cấp cho ngươi cũng không đổi. Có điều, dù sao ngươi cũng nửa đường gia nhập tử kim động. Ý của những người khác là, người có thể là trưởng lão của tử kim động, nhưng tạm thời không có quyền tham dự vào quyết sách của tử kim động. Ý của mọi người là muốn quan sát, xác nhận người một lòng với tử kim động đã rồi lại nói. Quản phương nghi bên cạnh lập tức nhìn phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Ngón tay Ngưu Hữu Đạo vẽ vòng vòng trên miệng chén trà. Nói cách khác, trưởng lão như ta chỉ là cái chức hư danh. Ta không có quyền tham dự quyết sách, nhưng chuyện mà các ngài đã quyết thì ta nhất định phải làm theo, có phải như vậy hay không? cung lâm sách bất kỳ đệ tử nào trong môn phái đều phải tuân thủ quyết định của môn phái không chỉ tử kim động mà môn phái nào cũng như thế như hữu đạo cười ha ha muốn bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ đúng là chỉ có các người hai ta không có vấn đề gì ta đồng ý cung lâm sách còn nữa mặc dù cho ngươi cấp bậc tương ứng nhưng công pháp tu hành cấp cao của tử kim động tạm thời sẽ không cho ngươi quyền kiểm tra trước khi chưa xác định được là ngươi có một lòng với mọi người hay không thì tạm như vậy Hy vọng ngươi hiểu cho tâm tình của mọi người." Nưu Hữu Đạo ha ha nói, "Hiểu mà, hiểu mà, hai, ta đồng ý." Thấy hắn sảng khoái, Cung Lâm Sách đứng dậy, "Được, vậy cứ chắc chắn như thế, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai dẫn ngươi đi bái chào trung cốc tử sư bá." Có bối phận này, chuyện ngươi nhậm chức trưởng lão Tử Kim động đã là danh chính ngôn thuận. "Được rồi." Nưu Hữu Đạo đứng lên tiến khách, đãi khách rời đi, quản phương Nghi đi tới bên Nưu Hữu Đạo. "Cái này không có quyền, cái kia không có quyền." sao ngươi không hỏi xem ngươi có quyền lực và ích lợi gì, cứ mù quáng đồng ý như vậy sao? Nghiêu hữu đạo, có gì hay mà hỏi, nếu trên tay ta nắm thực quyền, không cần phải để họ tùy tiện bố trí, ta còn phải rông dài với bọn họ hay sao? Lùi một bước trời cao biển rộng, trước tiên phải bảo vệ tấm thân hữu dụng đã. Cuộc sống sau này còn dài, chậm rãi chơi, không vội. Trung Cốc Tử, đứng đầu năm vị trưởng lão già cả còn sót lại của Tử Kim Động, cũng là người lớn tuổi nhất thái thượng trưởng lão khác gặp ông lão này đều phải gọi một tiếng sư huynh. Theo nghiêm lập nói, ông lão này đã sắp đến thọ hạn, không còn mấy năm sinh hoạt, đã bế quan lâu dài không ra. Đương nhiên, đó là do nghiêu hữu đạo chủ động tìm nghiêm lập tìm hiểu. Chuyện bái sư, không thể để đến nỗi mà sư phụ là ai cũng không biết được. Thông qua nghiêm lập, nghiêu hữu đạo ngửi ra chút mùi vị. Vị trung cốc tử này tuy có bối phận cao, nhưng trong môn phái lại không có thế lực nào, có lẽ người từ trên xuống dưới của tử kim động không muốn nghiêu hữu đạo cấu kết với thế lực già cả nào trong môn phái, cho nên quấy nhiêu ông lão đã bế quan dài lâu không xuất hiện này. Ngày hôm sau, nghiêu hữu đạo được người dẫn tới một vách đá. Quản phương nhi bị ngăn lại, không cho tới gần chỗ kia, chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa. Bên ngoài một lầu các khảm một nửa vào trong vách đá, trưởng môn cung lâm sách đứng trên bậc thang chờ, khẽ gật đầu đối với nghiêu hữu đạo. Dưới bậc thang, trên một mặt bằng phẳng trên vách núi, nghiêm lập, nhạc uyên, Thân báo Xuân, Kiều Thiên Quang, Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhược, Duẫn Dĩ Đức, Mạc Linh Tuyết, tám vị trưởng lão của Tử Kim Động đều đến đông đủ, phân ra hai hàng đứng trên dưới bậc thang. Mạc Linh Tuyết là một người phụ nữ, trong tám người, có người đã gặp và người chưa gặp đều đang quan sát Nưu Hữu Đạo. Chương 1318, trưởng lão mới của Tử Kim Động 2. Nưu Hữu Đạo cũng chủ động tiến lên chào hỏi làm quen. Thái độ của mấy người hoặc lạnh nhạt hoặc hiền lành, Nưu Hữu Đạo không để ý lắm, duy trì khách khí. Chờ một lát sau, một cánh cửa lớn khảm vào đá rùng rùng mở ra. Một ông lão già cả, mặt mũi nhăn nheo chậm chạp bước ra. Cung lâm sách và tám vị trưởng lão lập tức xoay người, đồng thời chắp tay chào. Sư bá, như hữu đạo ôm quyền theo, không xưng hô gì cả. Hiện giờ danh phận chưa đúng chỗ, không thể gọi loạn. Có điều, mắt hắn lấp lánh, quan sát tỉ mỉ ông lão vừa đi ra. Không cần phải nói, vị này hẳn chính là Trung Cốc Tử trung cốc tử mở hai mí mắt ủ rũ ra một chút nhìn ngưu hữu đạo hỏi là hắn sao vâng cung lâm sách cung cung kính kính trả lời trung cốc tử ta từng nhận sáu đệ tử đều chết oan chết uổng vì tông môn ta không cho ngươi được cái gì ngươi nhất định muốn bái ta làm sư ngưu hữu đạo đồng ý đôi mắt đầy thần khí của trung cốc tử quét qua quét lại mấy người một lượt ông lão tất nhiên biết rõ dự định của những người này nhưng mỗi người đều có chuyện riêng của mình có môn quy làm đầu nhiều chuyện đã không nằm trong quyền chi phối của ông lão, cuối cùng đành buông tiếng thở dài. Như vậy tùy ngươi đi, cung lâm sách lập tức lui sang bên, phất tay ra hiệu cho Ngưu Hữu Đạo, nhắc hắn làm như đã nói. Ngưu Hữu Đạo tiến lên, đi tới dưới bậc thang, quỳ xuống trước mặt mọi người, dập đầu bái sư. Xa xa thấy cảnh này, quản phương nghi đau lòng khó thể miêu tả. Sau lễ bái sư, Trung Cốc Tử cũng không nói nhiều, lấy một khối ngọc bội bên hông ra ném cho Ngưu Hữu Đạo, không có chuyện cần thiết thì đừng tới quấy giày ta, thả xuống cũng là một loại may mắn, mong người sau này tự lo lấy. Dứt lời, ông lão xoay người đi vào trong cửa lớn. Ghi nhớ lời dạy của tôn sư, như hữu đạo dùng hai tay nâng ngọc bội lên bái, sau đó nhìn theo. Chờ cửa lầu các đóng lại, hắn mới đứng dậy, lật xem ngọc bội trong tay. Cung lâm sách mỉm cười đi xuống bậc thang, nói, sư đệ, sau này mọi người chính là đồng môn sư huynh đệ. Như hữu đạo lập tức chắp tay với mọi người xin chào chư vị sư huynh, sư tỷ, mọi người khách sáo hàn huyên một phen, cung lâm sách vỗ vỗ bả vai hắn, được rồi, không cần khách khí, sau này sẽ có người giúp ngươi đưa quần áo tới, đổi quần áo rồi thì hãy đến nghị sự điện, có chuyện thương lượng với ngươi. Mọi người tản đi, nghiêm lập mỉm cười lấy như hữu đạo, cũng xoay người đi. Nghiêu hữu đạo quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, suy tư một lúc, cũng xoay người rời đi. Trên bậc thang dưới núi, hắn đụng mặt với quản phương nghi. Trong lúc cùng đi xuống bậc thang khúc khuỷu, quản phương nghi thì thầm. Đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, người quỷ đúng là sảng khoái, trong lòng sợ là không thoải mái. Nghiêu hữu đạo một tay chống kiếm, một tay mân mê ngọc bội, hơi lắc đầu. Ông ấy đã cao tuổi, làm tăng tổ phụ của ta còn được. Ta quỳ xuống, ông ấy cũng nhận lên, chẳng có gì không thoải mái. Không lâu sau khi hai người quay trở lại biệt viện Mao Lư, Văn mặc Nhi tới, còn có mấy nữ đệ tử mang mấy bộ xiêm y tới ra mắt trưởng lão, Văn Mạc Nhi dẫn hai vị đồng môn cười tủm tìm hành lễ. Không cần khách khí, Nghiêu Hữu Đạo xua tay nói, chúng ta lại gặp mặt. Văn Mạc Nhi cười gật đầu, sau đó chỉ vào siêm y nói. Đây là đồ vật do trưởng môn sai đệ tử đưa tới, để trưởng lão thay đổi rồi đi nghị sự điện. Từ nay về sau, ba người đệ tử chính là do tông môn sai bảo tới cho trưởng lão, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của trưởng lão. Có chuyện gì xin cứ việc sai bảo chúng đệ tử, làm phiền, ngư hữu đạo khách khí nói rồi ra hiệu cho quản phương nghi qua nhận xiêm y sau khi đi vào trong đổi lại bộ xiêm y màu tím đi ra hắn đã đường đường chính chính mặc lên trang phục của đệ tử tử kim động bên hông có bốn sợi đai lưng màu vàng óng ánh rủ xuống tượng trưng cho thân phận trưởng lão của ngư hữu đạo trưởng môn và những người già trong phái đeo năm sợi đai cấp bậc trưởng lão là bốn sợi cấp bậc đệ tử chấp sự là ba sợi đệ tử lâu năm là hai sợi đệ tử bình thường một sợi còn đệ tử sơ cấp không có đai thân phận địa vị khác biệt, đãi ngộ được hưởng trong môn phái tất nhiên cũng khác. Trong sân nhìn thấy, Phu Chiếu Hành và Vân Cơ quay sang nhìn nhau. Biết mọi người đang đợi mình, như hữu đạo không ở lâu. Văn Mạc Nhi dẫn đường cho hắn tới nghị sự điện, đến nơi, Văn Mạc Nhi không có tư cách vào trong nên chờ bên ngoài, nhìn như hữu đạo một mình đi vào. Người trong điện vẫn là mấy người lúc bái sư đã gặp, khách khí một lượt, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe xong, Ngưu Hữu Đạo hơi nhướng mày mấy người này ngươi một câu, ta một câu, chính là yêu cầu bí phương rượu. Thân là đệ tử tử kim động, không có cái gọi là sản nghiệp tư nhân. Tất cả mọi thứ đều phải thuộc về quyền điều khiển phân phối thống nhất của tông môn. Đạo lý này không chỉ tử kim động, đặt ở môn phái nào cũng giống nhau. Mồm năm miệng mười, như hữu đạo cười híp mắt nghe. Nhìn dáng vẻ hắn khí định thần nhàn, nghiêm lập âm thầm cảm thấy không ổn. Ông ta hiểu rõ kẻ này, không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Đợi mọi người nói hết, nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại ý trưởng môn thế nào dù sao cung lâm sách cũng hơi lúng túng nhưng vẫn nghiêm mặt nói nói vậy không phải là làm khó ngươi mà môn quy với ai cũng giống nhau qua một trận đại hiến dài hơi tài lực của tông môn đã tiêu hao khá nhiều trong môn lại còn có rất nhiều đệ tử phải nuôi đương nhiên chủ quyền quy về tông môn quyền quản lý vẫn do ngươi tiếp tục phụ trách ý ngươi thế nào ý như thế nào nghiêu hữu đạo vốn dự định giao cho bên này nhưng hiện giờ hắn lại không muốn cho bất kỳ ai. Hai tay chống kiếm, mười ngón gõ gõ, hắn đột nhiên nói. Ta không có ý kiến, ta tuân theo quyết định của tông môn, có điều việc này ta không làm chủ được. Mọi người cao mày, cùng lâm sách nghi hoặc, lời ấy nghĩa là sao? Nghiêu hữu đảo, không dối gạt chư vị, thời điểm tham gia bí cảnh thiên đô, ở thiên cốc xảy ra chút chuyện, suýt nữa thì mất mạng. Vì giữ mạng, ta đã hiến bí phương cho toa như lai. Bây giờ ta lại qua tay giao cho ở đây thì không biết Toa Như Lai có ý kiến gì. Nếu không, chư vị hỏi ý kiến Toa Như Lai một chút. Chỉ cần ông ta không có ý kiến, ta khẳng định không ý kiến, nhất định hai tay dâng. Tình huống sao thế này, mọi người đồng loạt nghẹn lời không nói được. Toa Như Lai, cung lâm sách dường như hoài nghi, người đưa bí phương cho Toa Như Lai. Như hữu đạo vẻ thành thật, đúng đấy, gương mặt cung lâm sách có biến hóa rất nhỏ, các trưởng môn thì nhìn nhau không nói gì chẳng ai ngờ được là sẽ dính đến chuyện này đám người ở đây lúc trước đã ăn chắc là nghiêu hữu đạo vướng môn quy không tiện từ chối chẳng ai ngốc có ai lại không biết nghiêu hữu đạo vào lúc này gia nhập từ kim động là đến tìm kiếm che chở đã chắc chắn là nghiêu hữu đạo sẽ không dễ trở mặt dù không tình nguyện thì cũng phải giao đồ vật ra đây nhưng họ không ngờ là nghiêu hữu đạo vẫn có lý do từ chối đột nhiên nói đến cái tên toa như lai like thực sự khiến người ta không kịp ứng phó nhát gõ lén này vừa ra hàng loạt cái bình xứ trong nội tâm xảo quyệt của đám người ở đây đều vỡ nát rào rào kỳ thực các trưởng lão này đã muốn ép nghiêu hữu đạo giao bí phương ra từ trước khi nghiêu hữu đạo gia nhập từ kim động nghiêu hữu đạo một tay nắm đường phát tài một tay cầm quyền lực to lớn đủ để ảnh hưởng đế cả đại cục tại thế tục nước yến nói là bất an cũng được mà nói ghen ghét cũng đúng nói chúng là trong lòng không thoải mái lý do mà họ đưa ra để ép nghiêu hữu đạo là muốn chứng minh nghiêu hữu đạo có thật lòng nương nhờ từ kim động hay không cho nghiêu hữu đạo thân phận địa vị nhưng không cho nghiêu hữu đạo quyền lực tham dự quyết sách cũng không cho nghiêu hữu đạo quyền lực chạm đến công pháp cơ mật của tử kim động cũng là ý của nhóm người này chương 1319 cáo trạng một người mới vào đã muốn đứng ngang hàng với những người trước lại còn có quyền lực lớn hơn họ làm sao có ai thoải mái được Chuyện bí phương để đến tận bây giờ mới nói là còn do cung lâm sách cảm thấy chèn ép đối phương quá khó coi, cung lâm sách đã đè xuống, để nghiêu hữu đạo gia nhập tử kim động rồi mới nhắc lại. Cung lâm sách cũng chỉ có thể kéo dài tới hiện tại, thật sự là lý do của mọi người ở đây cũng có đạo lý, bằng không như hữu đạo có đầy đủ đường lui, muốn vào là vào, muốn rút là rút, thế là sao? Nhất định phải tiến hành chèn ép, nghiêm lập nhìn như hữu đạo chống kiếm đứng đối mặt với mọi người, có ảo giác như kẻ này đang một mình đánh với cả đám người bên này. Ông ta lại quay sang nhìn phản ứng của mọi người, thầm cười khổ. Bần đầu ông ta phản đối cách làm này, cho rằng người ta đã vào cửa, cả đám lập tức bâu vào chèn ép, có phải là hơi quá đáng? Ý của nghiêm lập là sau này hãy nói, không vội vã ngay lúc này. Trải qua thời gian dài một chút, hai bên đã biết gốc rễ của nhau, sau đó tìm cơ hội thích hợp nói ra, đôi bên đều tương đối dễ xuống đài, miễn cho thể diện khó coi. Không phải là nghiêm lập nhất định muốn đứng về bên nghiêu hữu đạo, mà là trong thiên đồ bí cảnh đã qua lại với nghiêu hữu đạo lâu như vậy, biết nghiêu hữu đạo là kẻ không dễ chọc. Tên kia nhìn thì trẻ tuổi, thực ra thủ đoạn cao tay, ra đời, tuyệt đối không thể lấy người thường ra so sánh trong bí cảnh thiên đô có bao người bị hắn chơi chết làm sao lấy được hạng nhất đợt đi bí cảnh thiên đô lần này nghiêm lập tự tham gia và đó nên hiểu quá rõ ràng đã có bao nhiêu nhân vật lớn lớn bé bé gào gào kêu loạn thậm chí mất mạng cho nên nghiêm lập rất lo lắng khi mọi người làm như vậy lo là sẽ chọc vào khiến như hữu đạo sẽ gây chuyện trong tử kim động nếu hắn thật sự náo loạn cả tử kim động lên thì việc vui thành lớn rồi nhưng ý kiến của một mình nghiêm lập thật sự khó có thể áp đảo ý kiến của đám đông bây giờ được rồi người ta ném thẳng ra một cái tên toa như lai like đã bị dọa lại còn ép nữa sao ép được không chứ nhiều người có tác dụng không môn quy có tác dụng không người ta vừa nói một câu đã khiến điều mà mọi người mồm năm miệng mười nói nãy giờ thành phí lời giờ thì biết vị này lợi hại rồi chứ nghiêu hữu đạo hai tay chống kiếm hờ hững để ý đến phản ứng của mọi người hắn không muốn như vậy ban đầu hắn vốn đã chuẩn bị giao bí phương ra vì hắn biết một người mới vào cửa mà cầm quá nhiều vật quý thì không ổn có những việc cần phải bỏ ra được nhưng đám khốn kiếp này thực quá đáng có ý gì cảm thấy hắn dễ ức hiếp hay là muốn trắng trợn cướp đoạt nếu người ta đã bày ra trạng thái bắt nạt và chèn ép vậy thì xương của hắn đã cứng càng thêm cứng bằng không vừa thấy mặt đã bị ép thành cặn bã sau này khó mà bảo đảm đám này sẽ không được voi đòi tiên nữa cho dù có xin lỗi hắn cũng không muốn cho bí phương, ít ra thì tạm thời không muốn cho. Nữ trưởng lão Mạc Linh Tuyết lên tiếng, toa như lai có thân phận gì, y muốn cái gì chẳng được, tại sao phải coi trọng bí phương của ngươi. Như hữu đạo bị hỏi gì cũng nói không biết, việc này thì ta không rõ, người truyền lời trung gian là Ngọc Thương. Chắc hẳn Ngọc Thương cũng không đến nỗi lấy toa như lai ra nói hưu nói vượt. Làm sao, Mạc Sư tỷ chẳng lẽ cảm thấy ta đang nói dối. Trưởng môn thường đi phiêu miếu các, nếu không thì để trưởng môn hỏi toa như lai like một cái là biết thật giả khóe miệng cung lâm sách giật một cái ta đi hỏi toa như lai like. làm sao hỏi hỏi toa như lai like có phải là từng nhận lễ của ngươi cho dù người có nhận ta chạy tới hỏi người ta chuyện nhân lễ là sao kiếm chuyện kích thích sao mạc linh tuyết nói sư đệ hiểu lầm ta không có ý này có điều coi như bí phương đã đưa cho người ta chẳng lẽ người ta còn hạn chế ngươi không được phép sản xuất buôn bán nữa hay sao như hữu đạo hiểu ý của nàng ta vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là nắm lấy con đường phát tài này lắc đầu nói vậy thì không có điều từ khi đưa bí phương cho người ta rồi sơn trang mao lư đã dừng sản xuất người ta muốn bí phương ta trắng trợn đến đâu cũng biết là tiếp tục sản xuất buôn bán cũng không thích hợp có cần trưởng môn đi thăm dò ý tứ của y hay không hắn không nói lung tung từ lúc ra khỏi bí cảnh thiên đô người của sơn trang mao lư sơ tán chạy trốn không tiện sản xuất buôn bán quả thực đã dừng lại còn về sau này lúc này sản xuất lại thì không quan trọng nữa có lẽ ngọc thương ổn định cục diện xong cũng sẽ bắt tay vào chuyện sản xuất cũng là chuyện sau này hiện giờ hắn không thể dễ dàng bị ép nhượng bộ hỏi thăm cái giám cung lâm sách oán thầm bề ngoài thì không thể hiện gì xem ra mọi người đã nhận ra rồi như hữu đạo rõ ràng chính là đang lấy toa như lai ra làm bia đỡ đạn mà cái bia đỡ đạn này lại cứ có hiệu quả rất tốt ở đây không có ai dám phản đối lại, như hữu đạo đã nói vậy, còn ai dám nói không cần phải để ý đến bên toa như lai. Mọi người đều không còn là trẻ nhỏ 3 tuổi, cũng không phải người bình thường. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, nói ra là phải gánh chịu hậu quả. Chán ngấy, cả đám người cảm giác như nuốt phải con ruồi. Sự việc cuối cùng là sống chết mặc bay, cung lâm sách dặn dò như hữu đạo một phen, nói người mới tới, nên làm quen với môn quy gì đó. Sau khi mọi người tản đi, đều đã chuẩn bị xong nghiêu hữu đạo đã thành trưởng lão của tử kim động liên tục kiếm chuyện với người ta thì cũng cần phải có cớ không thể vô duyên vô cớ làm sằng bậy cung lâm sách bảo nghiêm lập ở lại một lát chờ mọi người đi cả ông ta hỏi người cảm thấy nghiêu hữu đạo thật sự đưa bí phương cho toa như lai like. nghiêm lập thấp giọng nói đã nói thẳng danh tính ra không mập mờ chút nào dội thẳng vào đầu toa như lai like. dù có nói láo đến cỡ nào thì hắn cũng không đến mức lấy chuyện như vậy ra nói lung tung chứ cung lâm sách trầm mặc cao mày nói kẻ này không dễ dàng chịu thua xem ra cần phải cân bằng lại một phen nếu không thì đôi bên không tranh đấu với nhau không xong nghiêm lập hiểu ý của ông ta ý nói như hữu đạo và các trưởng lão khác việc ngày hôm nay các trưởng lão khác bị cái bảng hiệu toa như lai like nhét vào miệng đã không còn lời nào để nói nhưng nhất định nuốt không trôi được cục tức này sau đây chắc chắn sẽ còn quay lại gây sự như hữu đạo sẽ không chịu thua không gây ra chút chuyện mới là lạ Nghiêm lập gật đầu liên tục nói, tên nghiêu hữu đạo này không phải kẻ hiền lành, trong tay lại nắm quyền lực to lớn nơi thế tục. Nếu hai bên thực sự đấu nhau, chẳng biết ồn ào lớn đến mức nào. Cung lâm sách, ngươi quan sát nhiều thêm một chút. Được, nghiêm lập chắp tay xin cáo lui, nhưng vừa đi tới cửa đại điện, một đệ tử chạy nhanh tới cửa, nhanh bước vào trong nói. Trưởng môn sư tôn, nghiêu hữu đạo thở hồng hộc chạy ra sau núi. Nghiêm lập đang muốn cất bước đi ra khỏi điện chợt xứ người, hét tiếng quay đầu lại. Cung lâm sách cao mày, thở hồng hộc, hắn chạy ra sau núi làm gì? Đệ tử nói, đi tìm chung sư tổ, đệ tử trông coi núi ngăn cản hắn, không cho hắn quấy dày. Hắn nói là hắn bị uất ức muốn tìm sư phụ kể khổ, nhất định đòi đệ tử trông núi thông báo bằng được. Bây giờ người đã đi vào, quy miên các, đệ tử trông núi khẩn cấp tới đây thông báo. Quy miên các chính là nơi trung cốc tử bế quan, hồ đô, trung lão thủ nguyên kéo dài tuổi thọ, sao có thể dễ dàng bị quấy rồi. Cung lâm sách nổi giận, nói với nghiêm lập đang có vẻ ngạc nhiên rõ ràng. Kể khổ, kể khổ gì, rõ ràng là đi cáo trạng, đánh rắm có một chút mà không tiếc quấy nhiễu sư phụ mình đang thủ nguyên kéo dài tuổi thọ. Chuyện đã qua, vì sao hắn còn vô lại như vậy? Ông ta vừa nói vừa đi ra ngoài, chương 1320, có chút bất bình thường ta cũng lập tức đi cáo trạng. Nghiêm lập đuổi theo sát, miệng há ra, răng lưỡi không khép lại được, giờ khóc dở cười. Nghiêm lập biết nghiêu hiếu đạo là cái đứa khó chơi, kết quả là đoán chúng rồi. Bên này vừa mới hạ mã uy một tẹo, tên kia lật tay một cái đã lấn tới bên này, lập tức muốn thể hiện bản sắc, còn không thèm chờ qua đêm. Quản phương nghi luẩn quẩn bên ngoài quy miên các, như hữu đạo ra khỏi nghị sự điện đã lập tức căm phẫn sục sôi chạy ngay tới bên này. Bà ta hỏi có chuyện gì, như hữu đạo nói cáo trạng. Cáo trạng, cáo trạng cái gì, nhất thời bà ta không kịp hỏi rõ chuyện, như hữu đạo chạy tới nháo nhào một trận rồi đi vào, bà ta không có tư cách nên phải chờ ở bên ngoài một lát sau bà ta lại thấy cung lâm sách mà một đám cao tầng từ kim động bay lượn tới người nào người nấy sắc mặt khó coi cũng không biết xảy ra chuyện gì trong quy miên các trống không trung cốc tử già nua ngồi khoanh chân trên đệm ngồi như hữu đạo ngồi quỳ chân ở đối diện kể lại chuyện vừa xảy ra một người đàn ông mặt gầy gò mà trắng trẻo nhanh chân bước vào trong liếc nhìn như hữu đạo ngồi quỳ chân bên cạnh trung cốc tử ngắt lời như hữu đạo sư tổ, mấy người trưởng môn tới, cầu kiến sư tổ. Người đàn ông tên Cự An, là đệ tử của đệ tử của Trung Cốc Tử. Từ nhỏ đã gặp cảnh chém giết, mạch của Trung Cốc Tử suy tàn, cho nên không có nhiều đồ tôn ở lại bên người. Người này giống như kiểu hộ pháp canh cửa, Trung Cốc Tử, bảo bọn họ chờ đó. Vâng, Cự An đứng dậy rời đi, Nhiêu Hữu Đạo tiếp tục kể lể, chờ hắn kể xong, Trung Cốc Tử nói. Để xuống được cũng là một loại may mắn, xem ra người cũng không nghe lọt tai lời ta nói. Ngươi đã thành trưởng lão của tử kim động, sau này áo cơm không lo, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, nên buông tay thì buông tay, chẳng lẽ không được hay sao? Như hữu đảo, sư tôn nói có lý, đệ tử rất muốn thả xuống, nhưng bọn họ để cho đệ tử thả xuống sao? Đệ tử đã ở trong vòng xoáy, không có tư cách buông bỏ. Tử kim động cũng sẽ không để cho đệ tử buông bỏ. Trung cốc tử, trước khi cho người bái sư, trưởng môn tìm tới ta, đã kể lại những chuyện của ngươi cho ta nghe, trong đó có một việc là Linh Kiếm Sơn muốn gả nữ đệ tử cho ngươi, ngươi từ chối. Nghiêu Hữu Đạo, Tiêu Giao Cung, Tử Kim Động cũng đều lấy phương thức giống vậy đi tìm đệ tử. Sư Tôn cảm thấy đệ tử có nên đồng ý không? Trung Kê chậm rãi nhắm mắt, bụi quay về bụi, đất trả về đất, thọ hạn của ta đã đến cuối, nếu còn giữ chặt chân nguyên không tan thì còn có thể sống được 5 năm. Nếu ngươi còn đến rằn vặt ta nhiều lần như vậy, ta chỉ sợ không gắng gượng được 3 năm, không bảo vệ được ngươi bao lâu. Nói xong, ông già đưa tay cầm một chiếc lục lạc trên đất lên lắc một cái nghiêu hữu đạo hiểu ý ông lão nếu đắc tội hết với mọi người thì sau này hắn sẽ khó sống tiếng chuông vang lên cự an ở bên ngoài đi vào rất nhanh trung cốc tử đặt chuông xuống mời bốn vị thái thượng trưởng lão vào đây dạ cự an nhìn nghiêu hữu đạo một cái rồi quay người rời đi phía ngoài nhóm người cung lâm sách nóng lòng chờ nhìn thấy cự an ra cung lâm sách lập tức tiến lên hỏi thế nào cự an lắc đầu không nói nhiều lách mình bay vút đi nhóm người lại phải đợi như thế một lúc bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy bốn vị thái thượng trưởng lão của tử kim động lần lượt đi vào không phải đến chỗ bọn họ mà là đi thẳng vào quy miên các mọi người nhìn nhau trong lòng có chút căng thẳng sao cảm giác chuyện này có phần làm lớn rồi mặc dù bọn họ mới là thế hệ người nắm quyền của tử kim động nhưng các vị thái thượng trưởng lão này không phải là sư phụ bọn họ mà chính là sư thúc của sư bá bọn họ nhóm người ai nấy cũng đều lo lắng như vậy bốn vị thái thượng trưởng lão lại đi ra xuân tín lương đồ khoái chân giác hoan bùi bình bốn ông lão đứng trên bậc thang nhìn chằm chằm một lúc đám người đang đứng dưới bậc thang bốn người ai cũng đều có vẻ mặt rất khó coi rõ ràng là rất bất mãn với một đám cao tầng của tử kim động sau đó bốn người lại đi xuống bậc thang đồ khoái quăng một câu đừng đứng đây quấy dày làm phiền chư vị đi theo chúng ta một chuyến bốn ông lão đi trước đám người cung lâm sách nhìn nhau sau đó cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo một lúc sau đó, Nghiêu Hiếu Đạo từ trong quy miên cắt ra, nhìn bên ngoài vắng vẻ, rồi hơi cười với cự an đang khom lưng, sau đó không hề lo lắng cầm kiếm rời đi. Cự an đi vào trong, quay người lại đóng cửa, rồi đi vào một gian nhỏ ở bên cạnh, ngồi khoanh chân tĩnh tỏa trông coi. Cùng rời đi với Nghiêu Hiếu Đạo là quản phương nghi ở sau núi, cẩn thận mỗi bước đi, thỉnh thoảng nhìn theo hướng quy miên cắt, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi nhóm người cung lâm sách hình như rất bất an, người cáo trạng bọn họ cái gì rồi không có gì, đám người này rất không kín đáo. Như hữu đạo kể lại chuyện đám người ép giao ra bí kíp. Quản phương ngu nghe xong, khó hiểu hỏi, người đã chặn họng bọn họ, còn chạy tới đây cáo trạng làm gì, đây không phải là đắc tội với bọn họ sao? Sau này, bọn họ không ghi hận người mới là lạ. Như hữu đạo, bọn họ há miệng mà không được cắn một cái, người cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua sao? Chuyện bên trong loại môn phái này, thân ở trong đó, bọn họ có rất nhiều cơ hội trói buộc ngươi. Ta đã có chỗ dựa, tại sao lại không dùng chứ quản phương nghi giờ khóc giờ cười đây là chỗ dựa cái gì phải là lợi ích làm đồ đệ mới phải người ta có thể không biết là chuyện gì xảy ra sao có thể làm chỗ dựa cho người mới là lạ nghiêu hữu đạo mượn cớ gặp mặt một chút thăm dò tình hình của ông lão quản phương nghi ồ một tiếng hiểu ra nói đây còn không phải là đắc tội bọn họ sao đạo ra nếu như sau này người muốn ở đây lâu dài quan hệ quá căng thẳng thì thích hợp không trên mặt là sự lo lắng Nưu Hữu Đạo nói, chỉ cần là tập hợp người ở đây, hòa hợp êm thấm là chuyện không thể nào tồn tại. Bọn họ nhiều người, hiểu rõ môn quy hơn so với ngươi, nói đạo lý thì không thắng bọn họ, người càng tránh thì càng đuối lý, lấy đấu tranh để tìm đường sống mới là đạo lý. Quản Phương Nghi, cho nên người lập tức cáo trạng, Nưu Hữu Đạo, có người để cáo trạng tại sao không đi nói? Đừng gây chuyện với ta, cho dù đưa ta thiếu một phân tiền, ta cũng lập tức chạy đi cáo trạng, có chút bất bình thường ta cũng lập tức đi cáo trạng chỉ cần bọn họ không chê ta phiền phức ta cũng không ngại phiền phức ta không có tinh lực để cùng bọn họ chơi những trò lông gà vỏ tỏi gây khó dễ muốn chinh phục được bên ngoài trước hết phải ổn định bên trong đây không phải là chơi xỏ lá sao quản phương nghi im lặng nhưng cũng hiểu ý hắn làm vài lần như vậy những người kia khẳng định không dám tiếp tục dùng chuyện nhỏ nhặt gây phiền phức nữa quả thực là có tác dụng hù dọa nhất định một đám cao tầng từ kim động cùng đi đến nơi ở của thái thượng trưởng lão đồ khoái vừa vào sân viện không đợi đám người dừng chân, đồ khoái đã quay đầu lại hỏi, nói nghe xem, chuyện bí kíp là như thế nào. Nhóm cung lâm sách trộm liếc nhìn nhau, trong lòng đang mắng chửi, phát hiện ra rằng như hữu đạo cũng chẳng tử tế gì, nói qua nói lại vài câu, một lúc đã đi cáo trạng rồi. Thật sự là cái này cũng vượt qua dự liệu của mọi người, chẳng ai ngờ rằng, như hữu đạo vừa mới bái sư, vừa mới trở thành trưởng lão tử kim động. Vẫn chưa hiểu rõ chung lão, vừa đi một lúc lập tức có thể làm ra được chuyện cáo trạng, thật đúng là không sợ đắc tội người khác. Mấu chốt là không muốn bí kíp của ngươi, cũng không trở mặt, mọi người cũng lập tức hòa khí nói hai câu, ngươi còn chạy tới cáo trạng, có bị bệnh không vậy? Nghiêm lập trong lòng than thở, ông ta đã khuyên mọi người nhưng lại không nghe, nhất định phải gây sự, ông ta biết Nghiêu Mỗ không phải là loại người lương thiện. Thấy không một ai nói câu nào, những người khác đồ khoái cũng khó mà nói, trực tiếp giơ tay chỉ đồ đệ Mạc Linh Tuyết của mình. Sư phó, thật ra cũng không có gì. Mạc Linh Tuyết kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, thấy hoàn toàn trùng khớp với lời nói của Ngưu Hữu Đạo, chứng minh hắn không nói dối, sắc mặt bốn vị Thái Thượng trưởng lão càng khó nhìn hơn. Thái Thượng trưởng lão Bùi Bình từ từ nói, theo lý thuyết, chúng ta đã rời khỏi vị trí, bây giờ quản lý từ kim động là các ngươi, chúng ta tiếp nhận sự cung phụng, cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng các ngươi làm như vậy không phải có chút quá phận sao. Trưởng lão Phó Quân Nhượng nói, Bùi Sư Bá, Ngưu Hữu Đạo hai tay chi phối quyền lực, sức ảnh hưởng cực lớn, lại nắm giữ con đường tiền tài, chẳng lẽ không nên hạn chế sao? Huống chi theo môn quy, sản nghiệp của tất cả đệ tử trong môn đều thuộc về tông môn, có thể trao cho hắn quyền kinh doanh, cũng có thể để cho hắn hưởng lợi vài phần, nhưng nhất định phải giao cho tông môn điều khiển, nếu không thì quy củ ở chỗ nào. Trong môn nuôi nhiều đệ tử như vậy, ai cũng đều muốn có đường lui, không thể giàu chết giàu, đói đến chết đói, quả thực nói như vậy, lòng người ở đâu, cơ sở để duy trì một môn phái ở đâu. Bùi Bình, ta không nói các ngươi chớ nên tiến hành hạn chế, các ngươi thân là người trưởng sự của Tử Kim Động, chỉ cần làm theo môn quy, nên làm như thế nào tất nhiên là do các ngươi làm chủ, chúng ta cũng tin tưởng các ngươi làm tất cả cũng là vì tốt cho tông môn, tốt cho tất cả đệ tử trong môn phái. Nhưng các ngươi có phải là quá vội vàng rồi không? Người ta vừa mới gia nhập, các ngươi giống như không thể chờ đợi được nữa, có phải là làm việc quá không khéo léo rồi không, khiến ta làm sao có thể nuốt trôi chuyện đấy đây? Phó quân nhượng, Bùi sư bá, chỉ là nhắc nhở mà đã bị hắn khéo léo từ chối, chúng ta cũng không có ép, đây không phải là đang yên đang lành hắn đi gây sự sao. Đồ khoái, người cũng như tên, nghe xong lời này dường như không nhịn nổi, cả giận nói, rốt cuộc là ai đang yên đang lành đi gây sự. Tình hình của Trung Sư Huynh như thế nào các người đều rõ ràng, sống không nổi mấy năm nữa đâu, cho dù thu nhận tên đồ đệ này vì cái gì, các người cũng có phần con mẹ nó quá gấp rồi. Trung Sư Huynh chân trước vừa thu đồ đệ, chân sau các người đã tìm đồ đệ hắn gây chuyện, ngay cả một chút cũng không nhịn được, cũng chưa qua được ngày mai, các ngươi là kiểu người thế này sao? Là thấy Trung sư huynh sắp chết đúng chứ? Các ngươi đây là một chút mặt mũi cũng không để lại cho sư bá các ngươi đó. Người ta tốt xấu gì cũng có danh phận là sư đồ, các ngươi làm như vậy, Trung sư huynh sẽ nghĩ như thế nào? Chính các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi không thấy, gọi chúng ta tới là có ý gì sao? Vừa nói xong, đám người ai cũng nhìn nhau, đều không phản bác được, nói như vậy, quả thực là bọn họ có phần vô lý đứng ở bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, cung lâm sách xấu hổ chắp tay, nói, mấy vị sư bá, sư thúc, việc này là chúng ta thiếu suy nghĩ, chúng ta biết sai rồi. Trưởng môn mở miệng, tự mình nhận sai, bốn ông lão cũng phải cho ông ta mặt mũi, không thể gây khó dễ trưởng môn khiến ông ta không có đường lui. Thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương lên tiếng hòa giải nói, lấy đó mà làm gương đi, sau này những chuyện như vậy, lúc đưa ra quyết định cần phải cẩn thận một chút. Nghiêu hiếu đạo bên kia, tạm thời trấn an, cũng coi là cho trung sư bá các ngươi mặt mũi. Trung sư bá các ngươi cũng sống không được bao lâu nữa đâu, không nên khiến ông ấy phân tâm, các ngươi ai cũng đều sẽ giả đi. Vâng, nhóm người cung lâm sách chắp tay đồng ý. Sau đó, cung lâm sách chuyển chủ đề, cùng mấy ông lão thương nghị cử hai vị thái thượng trưởng lão đến chỗ thương chiêu tông, tiếp nhận công việc phòng ngự. Việc này không thể coi thường, nó liên quan đến lợi ích to lớn của tử kim động, lúc này mấy ông lão đồng ý, bày tỏ sẽ tuân theo sự an bài của trưởng môn. Chuyện lúc nãy cứ như vậy là trôi qua, đối mặt với những người như là cung lâm sách này, mấy lão già cũng không nên truy cứu quá mức, nhắc nhở một chút là đủ rồi. Đám người cứ thế mà đi, cũng phải để mặt mũi cho Trung Cốc Tử, muốn dỗ nghiêu hữu đạo một chút, cung lâm sách kéo đàm người cùng đi. Kết quả, ai cũng đều từ chối rằng mình có chuyện quan trọng và bảo người khác đi thay. Cung lâm sách biết rằng thật ra bọn họ không muốn đến tạ lỗi với nghiêu hữu đạo, đến đó sẽ bị bẽ mặt, hết cách rồi, cũng không thể cưỡng cầu, đang phải kéo nghiêm lập cùng đi tìm Nhiêu Hữu Đạo. Người đến biệt viện Mao Lư, chủ và khách hai bên ngồi xuống, sau khi quản phương Nhi dâng trà, cung lâm sách nói lại lần nữa với Nhiêu Hữu Đạo, như trưởng lão, trung sư bá đang trong thời gian giữ tuổi thọ, không có việc quan trọng gì, sau này cũng đừng đến quầy giày làm hao tổn tuổi thọ của sư phó, không phải là việc một người đệ tử nên làm. Nhiêu Hữu Đạo gật đầu. Nói, nếu như tất cả mọi người có thể suy nghĩ được như trưởng môn như vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng có vài người muốn khiến sư phụ tức chết nghiêm lập cười gượng nói được rồi lão đệ chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa người cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy đúng không nghiêu hữu đạo trừng mắt thôi ta cũng thực sự không phải là người rộng lượng gì ta cũng không ngại nói rõ ta không muốn gây chuyện nhưng cũng không để cho người khác bắt nạt nếu ai cố ý gây chuyện thì dù chuyện to bằng hạt vừng ta cũng sẽ lập tức chạy tới mời sư tôn làm chủ có người ước gì sư phụ ta chết sớm Ta phải nói cho sư phụ biết, không thể để sư phụ chết không rõ ràng như vậy. Các ngươi nếu có bản lĩnh thì chói trưởng lão ta, rồi bịt miệng lại. Trong mắt một số người thì môn quy là cái thá gì chứ, các ngươi trực tiếp ám sát đồ đệ của thái thượng trưởng lão cũng được đấy. Con mẹ nó, Cung Lâm Sách và Nghiêm Lập đều im lặng, đây chính là tên vô lại đang đùa bỡn mà, còn có chút phong phạm trưởng lão của Tử Kim Động không vậy, đến mức không biết xấu hổ như vậy sao? Quản Phương Nghi ở một bên ngẩng đầu nhìn lên trời sau khi trấn an một lúc thì rời đi cùng lâm sách có chút buồn bực hoài nghi rằng có phải mình phạm vào một sai lầm nghiêm trọng không trước khi chắp tay bước đi thở dài nói với nghiêm lập đi bên cạnh thật đúng là tự chuốc phiền cái thằng này tìm ai không tìm lại đi tìm ngay sư phụ hết lần này tới lần khác đều cố ý đến chỗ trung sư bá nghiêm lập chớp chớp mắt trưởng môn vậy ngươi cho rằng là tên kia không đi tìm trung sư bá thì sẽ không sao ư ngươi tin nếu đổi sư bá của hắn và sư thúc thì hắn còn có thể làm ra chuyện khác hay không Cung lâm sách nhiều mày im lặng, có chút hối hận, không biết để nghiêu Hiếu đạo gia nhập tử kim động là sai hay đúng, vừa đến đã gây rối. Mà bây giờ hối hận về chuyện này cũng đã muộn, người ta đã thành trưởng lão tử kim động. Bên ngoài biệt viện Mao Lư, đứng nhìn khách rời đi, nghiêu Hiếu đạo quay đầu phân phó, hồng nương, truyền tin tức cho bành hữu tại của Thiên Ngọc Môn và Hoàng Liệt của Đại Thiên Sơn, bảo họ đến gặp ta. Trường 1321, bị lừa gạt thảm rồi. Vương ra, nơi đại quân tập hợp, hai con phi cầm cỡ lớn hạ xuống, Phượng Nhược Nam ôm đứa bé và Lam Nhược Đình cùng vịn tay tu sĩ nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt Thương Chiêu Tông rồi hành lễ. Thương Chiêu Tông trên người khoác chiến giáp giơ tay, ra hiệu không cần đa lễ, quay đầu nhìn mông Sơn Minh, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự kết hợp của Ngưu Hữu Đạo và Tử Kim Động, Thương Chiêu Tông bỏ qua việc phối hợp với người của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, hoàn toàn đặt mình dưới sự bảo vệ của Tử Kim Động, cũng có nghĩa là hoàn toàn phân rõ ranh giới với Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, hoàn toàn đứng về phía tử kim động. Thương Chiêu Tông lo lắng vợ con và Lam Nhược Đình bên kia có thể thuận lợi thoát hiểm hay không, bấy giờ nhìn thấy hai người bình an trở lại, thuận lợi thoát khỏi không chế của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, lo lắng trong lòng mới xem như hoàn toàn biến mất. Phải biết đây chính là một chuyện nguy hiểm, một khi để Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn nhận ra điều gì đó khác thường, hai nhà này chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Nơi này đã muốn thoát khỏi khống chế của bọn họ, người nằm trong tay thì bọn họ còn kiêng rè gì mà không dám xuống tay. Bây giờ chỉ cần nhân vật quan trọng thoát hiểm thì không sao rồi, tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng sẽ không nóng nảy đến mức đại khai sát giới đối với thiên quân vạn mã ở dưới, nếu có thể thì giết được bao nhiêu. Chỉ cần nhân vật chủ chốt vẫn còn, nhân mã phân tán bất cứ lúc nào cũng có thể tập hợp lại, đã tiếp tục chiến đấu thì không thể ngăn cản được, khiến nước yến đại loạn, hai nhà kia cũng không được lợi lộc gì. Lam tiên sinh, thương thục thanh lên tiếng chào hỏi Lam Nhược Đình trước, sau đó đi tới bên cạnh Phượng Nhược Nam tẩu tử. Nhìn thấy đứa bé, nàng lại không nhịn được mà bế đứa trẻ từ trong ngực Phượng Nhược Nam trêu đùa. Sau đó, Mông Sơn Minh cũng lại muốn ôm đứa bé chơi đùa, đôi mắt to, đen lúc liếng của tiểu tử kia nhìn chằm chằm, có cái gì chạm vào miệng lập tức liếm, sau đó mút, chọc Mông Minh Sơn vui vẻ cười to. Tu sĩ xung quanh nghe thấy tiếng cười bên này thì quay lại nhìn một lát, không phải cao thủ của tử kim động phái tới, mà là người của Ngưu Hữu Đạo, những người này chịu toàn bộ trách nhiệm đảm bảo an toàn cho những người chủ chốt, không dám chủ quan chút nào, ai cũng biết đây là thời điểm linh kiếm sơn và tiêu Giao cung đang thẹn quá hóa giận sau đó không cẩn thận làm đứa trẻ khóc lớn thương chiêu tông dỗ thế nào cũng không nín cuối cùng đành phải đưa đứa bé cho phượng nhược nam bọn họ còn có việc thương nghị đứa trẻ quá ồn để hai nữ nhân bế đứa bé đi dỗ tình hình trước mắt đã định nhìn về phía xa xăm thương chiêu tông cảm khái một câu mông sơn minh trên xe lăn cũng cảm thán thật là nghĩ không ra đạo ra thế mà trở thành trưởng lão tử kim độc xem ra đạo gia sớm đã có mưu tính, là do chúng ta quá lo lắng. Lam Nhược Đình đứng ở bên cạnh gật đầu, đạo gia làm việc, thật đúng là kín kẽ không một lỗ hổng, trước khi xảy ra cũng không để người ta nhìn ra được một ít đầu mối nào, cũng giấu được cả Linh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung. Kịch vui này, từ kim động bên kia chắc hẳn là đã giúp đạo gia diễn rất lâu rồi. Thương Chiêu Tông quay đầu nhìn mông Sơn Minh, trước đó xem ra, cái báo động kẹp ở trong tình báo chắc hẳn là từ kim động âm thầm nhắc nhở. Mông Sơn Minh ừ một tiếng, vuốt sâu gật đầu, phong vân biến ảo, bộ bộ kinh tâm, bao nhiêu người sống chết chỉ là trong phút chốc, chỉ cần một chút bất chắc là vạn kiếp bất phục, bây giờ cuối cùng tất cả cũng đã kết thúc. Trước đó, khỏi phải nói bọn họ có bao nhiêu lo lắng, như hiểu đạo hất cảng tam đại phái giấy lên chiến sự, bên này tập hợp thiên quân vạn mã đối đầu với tam đại phái, vẫn một mực lo lắng tam đại phái tính sổ, bây giờ mới biết là lo xa quá rồi. Như hữu đạo sớm đã có chiêu sau, cuối cùng dẫn đầu thế lực Nam Châu nhanh chóng nương nhờ vào tử kim động. Việc đóng kịch này cũng thật sự khiến cho người ta nơm nấp lo sợ, chuyện cứu con tin nguy hiểm như vậy, như hiểu đạo không hề thỉnh cầu tử kim động bên kia trợ giúp, sau khi bị thương nặng tử kim động cũng không ra mặt bảo vệ, quả thực là liều mạng che giấu chân tướng phía sau, ngấm ngầm chịu đựng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không làm giống như thật thì sao có thể che mắt được Linh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung. Nhưng thương Chiêu Tông vẫn có chút tò mò, theo ta được biết, đầu tiên hình như là Tiêu Giao Cung lôi kéo đạo gia, trước kia Long Hưu đã từng giao thiệp với đạo gia, tại sao đạo gia không chọn tiêu giao cung và linh kiếm sơn mà lại một mình lựa chọn tử kim động. Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều lắc đầu, nguyên nhân phía sau, sợ là chỉ có một mình như hữu đạo biết rõ nhất. Ngay lúc này, công tôn bố đi vào, dâng lên một bước mật tín, vương gia, đạo gia gửi thư. Ừ, làm phiền công tôn tiên sinh rồi, thương chiêu tông khách khí một câu, nhận thư rồi xem, sau khi đọc xong thì cau mày một lúc lâu mà không nói gì, dưới cái nhìn chăm chú của Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình, Bước mật tín được đưa cho hai người xem. Sau khi xem xong thì hai người cũng biết vì sao vương gia cao mày, ở trong mật tín như hữu đạo nói, mặc dù nhân mã Nam Châu lập được đại công, nhưng trong nội bộ tử kim động đấu đá nhau là khó tránh khỏi, sợ không khống chế được hắn, sợ sẽ không để cho thế lực của hắn tiếp tục bành trướng, từ nước triệu bên kia chiếm được đất đai, phỏng trừng nhân mã Nam Châu không có chuyện gì cả. Như hữu đạo dặn dò bên này, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, không được làm ầm lên, không nên làm loạn, cũng không cần bực tức, coi như chuyện đó chưa hề xảy ra, yên tâm dừng chân ở Nam Châu, lấy được lòng dân, tích chữ lương thảo, khổ luyện tinh binh, để đợi thiên thời, việc sau cùng đã có nghiêu hữu đạo hắn tính toán rồi. Sau khi đọc xong thư, Lam Nhược Đình thở dài, xem ra, đạo gia ở tử kim động bên kia cũng không dễ chịu gì. Thương Chiêu Tông nói, nơi nào có người thì sẽ có tranh đấu, đạo gia mới đi, điều đó là không thể tránh khỏi. Đạo gia đã nói như vậy, chắc là trong lòng đã có dự tính trước, Chúng ta cứ thế mà làm theo thôi, nhân mã Nam Châu chuẩn bị làm tốt việc nuôi quân. Nếu tướng sĩ phía dưới có lời gì oán giận thì mong rằng Mông Soái đích thân ra mặt trấn an thêm. Vương gia yên tâm, Mông Sơn Minh gật đầu, có một số việc y tất nhiên là hiểu rõ, các tướng sĩ ở chiến trường phục tùng mệnh lệnh mà chém giết, ai mà không có tâm tư muốn kiến công lập nghiệp, địa bàn mở rộng mới có thêm nhiều chức vị trống, đánh đông dẹp bắc lâu như vậy, lập công lao lớn như vậy, không có phong thưởng tương xứng, quả thực là một sự đả kích sĩ khí của binh lính không tránh khỏi sẽ có người oán trách. Lam Nhược Đình cân nhắc nói, ta ở chỗ này cố gắng kiếm được nhiều tài vật để ban thưởng cho các tướng sĩ. Một cơn gió thổi qua sườn núi, cỏ xanh chập trần theo gió, trên không gió mây trôi qua. Trên mặt đất rộng lớn, trong thiên quân vạn mã, thương chiêu tông tay nắm bảo kiếm bên hông, áo choàng sau lưng gió thổi tung bay. Ba nam nhân đứng trên sườn núi đầy cỏ, sau khi nhìn về phía xa lại tiếp tục bàn bạc sách lược. Nếu nói lúc đầu Ngưu Hữu Đạo gia nhập Tử Kim Động người ngoài còn chưa biết thì đợi đến khi Tử Kim Động hoàn toàn tiếp nhận công việc bảo vệ Thương Chiêu Tông, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn lập tức sẽ phản ứng lại. Sau khi nghe ngóng được Ngưu Hữu Đạo đã trở thành trưởng lão Tử Kim Động, choang. Long Hưu đập vợ chén trà, thở phì phò đi tới đi lui. Lúc này, ông ta làm sao có thể không biết Tử Kim Động và Ngưu Hữu Đạo là một phe với nhau chứ? Sư phó, ta cũng đã sớm nói rồi, tặc tử Ngưu Hữu Đạo kia không đáng tin nên sớm trừ khử hắn. Dịch thư ở bên cạnh thức giận bất bình, năm đó chuyện bị bóp mông, nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, làm bẩn sự trong sạch khiến nàng ta không có ý nghĩ xuất giá. chương 1322, lấy đại cục làm trọng một. Ngậm miệng, Long Hưu giận dữ quát một câu, dọa dịch thư sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Đi đến chỗ lan can rồi dựa vào đó, nhìn ra cảnh rừng núi xa xa, sau khi cơn thịnh nộ dần dần tan biến, Long Hưu không thể không nghĩ lại, có phải là mình quá nhỏ mọn rồi không? Chuyện ba nhà muốn tạo mối quan hệ thông gia với nhiều hữu đạo, ông ta không phải là không biết, chuyện cung lâm sách thu nhận Văn Mạc Nhi là nghĩa nữ, việc này vừa xảy ra, ông ta lập tức đoán được ẩn tình trong đó, từ những gì xảy ra sau đó, nhiều hữu đạo chắc hẳn là từ chối tất cả. Không nghĩ tới, cung lâm sách lại bạo tay như vậy, đưa một vị trí trưởng lão cho nhiều hữu đạo, đây chính là vị trí trưởng lão tam đại phái của một nước, không biết bao nhiêu người trong tam đại phái cả một đời đều nghĩ đến nhưng không thể chiếm được. Ông ta tự cho là mình bây giờ mới hiểu rõ, thứ nghiêu hữu đạo muốn không phải là nữ sắc, mà là quyền vị, mình thật sự là quá nhỏ mọn. Thật không ngờ rằng suy nghĩ của ông ta nửa đúng nửa sai, từ kim động đả động được nghiêu hữu đạo chính là nhờ cho quyền vị cũng không hẳn là quyền vị, nhưng cung lâm sách cam lòng cho, một lần lên tận cao, nhưng cao hơn là không thể nào, cũng không thể đưa chức trưởng môn cho người khác. Đứng ở góc nhìn của nghiêu hữu đạo, Thông qua chuyện này có thể thấy được long giả và khí phách của cung lâm sách lớn hơn long hưu và mạnh viên ở một mức độ nào đó có thể nói là khoan dung với người khác. Đây chính là mấu chốt cuối cùng để nghiêu hữu đạo lựa chọn từ kim động. Đối với nghiêu hữu đạo mà nói, dùng nữ nhân tạo quan hệ thông gia để lôi kéo được hắn, nói đùa cái gì vậy? Bên linh kiếm sơn cũng tức giận như vậy. Chuyện này vừa xảy ra, rất nhiều chuyện cũng có thể làm liên tưởng đến bên trong bí cảnh thiên đô có thể nghiêm lập và nghiêu hữu đạo đã sớm bắt tay với nhau. Đám thứ hải yêu ma quỷ quái kia rất có thể chính là Tử Kim động giúp đỡ, Ngưu Hữu đạo đứng thứ nhất linh trùng, rất có thể chính là đám yêu ma quỷ quái kia cho mang ra ngoài, bị lừa gạt thảm rồi. Quả thực là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ai có thể nghĩ đến, lúc ấy có thể việc đứng thứ nhất liên quan đến tính mạng của Ngưu Hữu đạo, để Tử Kim động mang ra ngoài mới ổn thỏa nhất, thế mà Ngưu Hữu đạo mạo hiểm như vậy, thành công khiến tất cả mọi người không nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Tử Kim động. Chỉ vì kế hoạch phía sau mà đối với mình độc ác như vậy, còn có đằng sau chuyện cứu con tin nguy hiểm như vậy thế mà không sử dụng người tử kim động nhưng cũng không lộ ra chút sơ hở nào kìm nén tức giận liều mạng linh kiếm sơn đám người mạnh viên không thể không thừa nhận rằng đây chính là loại người hung ác đạo gia hoàng trưởng môn của đại thiền sơn đã đến quản phương nghi đứng trước một căn phòng gõ cửa trong phòng nhưu hiếu đạo chỉ cần nhàn dỗi lập tức tu luyện đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở hai mắt đứng dậy ra mở cửa trong đình viện hoàng liệt quanh quẩn một chỗ suy nghĩ rất nhiều lúc âm thầm cảm khái nhìn thấy như hữu đạo xuất hiện nhanh chóng tiến lên cười chắp tay nói đạo gia chúc mừng chúc mừng chúc mừng đạo gia vinh dự trở thành trưởng lão tử kim động Nhiêu hữu đạo cười ha ha khoát tay áo hoàng liệt lập tức phất tay ra hiệu người sau lưng dâng lên trưởng lão một hộp quà đây là một chút thành ý mong rằng như trưởng lão không chê Nhiêu hữu đạo nắm tay ông ta nói chúng ta là người một nhà không cần khách khí như vậy đâu nhưng vẫn quay đầu ra hiệu Quản Phương nghi mỉm cười tiến lên cảm ơn, nhận hộp quà mang đi cất, đúng lúc đang cần tiền. Hoàng Liệt cười theo, không ngừng nói những câu lấy lòng. Hết cách rồi, bây giờ không giống ngày xưa, trước kia là đấu không lại người ta, hiện tại thì càng đừng nói đến chuyện đấu, Nam Châu nhất định bị tử kim động khống chế, giờ đây cái thằng này trở mình một cái lại thành trưởng lão tử kim độc. đã là ở chỗ cao cao tại thượng nhìn xuống Đại Thiền Sơn rồi, mà Nam Châu là địa bàn của tên tiểu tử này, muốn loại trừ Đại Thiền Sơn là chuyện quá dễ dàng nếu nịnh nọt không cẩn thận cũng không ổn đột nhiên bị nghiêu hữu đạo gọi tới trái tim của ông ta đang treo lơ lửng sau khi văn mặc nhi dâng trà nghiêu hữu đạo bảo nàng ta lui xuống ngoắc tay với hứa lão lục địa đồ hứa lão lục lập tức trở về phòng lấy địa đồ mang đến mở ra trước mặt hai người nghiêu hữu đạo nhìn chăm chú vào địa đồ nói những năm gần đây cùng đại thiền sơn chen vào nam châu có chút hiềm khích có phần bất công với đại thiền sơn có cái gì đắc tội mong rằng hoàng trưởng môn đừng trách bây giờ còn nói cái gì mà trách móc hay không làm gì chứ không phải là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu thêm à hoàng liệt oán thầm trong bụng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nhận lỗi nói nói cho cùng vẫn là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp như trưởng lão trí ở bốn phương chắc sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt ở nam châu với chúng ta đâu nhỉ trước đây có chỗ nào làm không đúng mong như trưởng lão rộng lòng tha thứ như hữu đạo xua tay nói đều đã qua cả rồi bây giờ nếu tiếp tục để đại thiền sơn phải chen chúc ở nam châu cũng không ổn ông thấy Quang Châu thuộc lãnh địa của nước triệu trước đây thế nào? Nghiêu Hữu đạo chỉ tay vào vị trí của Quang Châu trên bản đồ. Quang Châu, Hoàng Liệt vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ, không biết suốt cuộc lời này của hắn có ý gì, Hoàng mỗ ngu muội kính mong như trưởng lão chỉ rõ. Nghiêu Hữu đạo nói, Đại Thiền Sơn tiếp tục chen chúc ở Nam Châu, bó tay bó chân, chắc hẳn cũng không thoải mái, ông nghĩ sao nếu để Đại Thiền Sơn rời đến chân giữ ở Quang Châu. Nam Châu có nhiều hữu đạo làm chỗ dựa, Đại Thiền Sơn vốn đã không vui vẻ gì, hôm nay Nghiêu Hữu Đạo lại trở thành trưởng lão của Tử Kim Động, Đại Thiền Sơn tất nhiên cũng bị ép đến không thở nổi, nếu có nơi khác để đi, tất nhiên là mong còn không được. Nhưng Hoàng Liệt không tin Nghiêu Hữu Đạo vừa mới tới Tử Kim Động mà lại có quyền hành lớn như vậy, có thể quyết định việc phân chia một châu thuộc quyền sở hữu của ai, ông ta không khỏi thắc mắc đây là ý của Tử Kim Động sao. Nghiêu Hữu Đạo nói ý của ai không quan trọng, chỉ cần Đại Thiền Sơn đồng ý thì mọi việc coi như ổn thỏa. Việc này, Hoàng Liệt vẫn không dám tin, như trưởng lão, đây không phải chuyện có thể đem ra đùa được đâu. Như hữu đạo thu tay về, hai tay đặt lên chuôi kiếm, sau một trận đại chiến, tu sĩ các nước đều tổn thất không nhỏ, nước yến đánh đông dẹp bắc, chiến đấu đến tận bây giờ, tu sĩ hao tổn vô số kể, giờ đột nhiên có thêm nhiều địa bàn như vậy, trong nhất thời khó có thể tìm được đủ lực lượng đến chấn thủ. Điều quan trọng là, nội bộ tử kim động cũng không muốn quyền lực của ta quá lớn, có cơ hội phân tách thực lực của ta thì chắc sẽ không chùn tay đâu, chỉ cần Đại Thiền Sơn mở miệng thì đây sẽ không phải vấn đề gì to tát. Trước mặt người không thuộc tử kim động mà nói như vậy, quả thực là không hề lo lắng chút gì. Hoàng Liệt nghe xong thấy vô cùng kinh hãi, cũng có hơi lo lắng không biết liệu tên này có phải đang cố tình thăm dò mình hay không, lời nói ra cũng có chỗ giữ lại, như trưởng lão muốn Đại Thiền Sơn làm gì, Đại Thiền Sơn nguyện nghe theo sự phân phó của ngài. Như hữu đạo rời ánh mắt khỏi bản đồ, quay đầu lại nhìn về phía ông ta, ông đi nói với tử kim động, bảo rằng mưu đồ lật đổ ta lúc đầu khiến ta không vui, nói lần này ta tìm mời ông đến, có ý đồ tính toán nợ cũ. Coi đây là cái cớ, hy vọng có thể đổi nơi, chọn Quang Châu. Tam đại phái chiếm được khối lợi ích lớn như vậy là cùng một khối với phần khu vực của tử kim động. Tử kim động chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ đồng ý cắt một phần cho người có mâu thuẫn với ta. Hoàng Liệt vẫn không dám chắc bèn hỏi dò, như trưởng lão, làm như vậy có được không? Như Hữu đạo không quanh quẩn vấn đề với ông ta nữa, nhất thanh kiếm trong tay, vỏ kiếm chỉ vào Nam Châu, Nam Châu, ta nói là được. Trường 1323, lấy đại cục làm chọc hai. Vỏ kiếm lại chỉ về hướng Kim Châu, như hữu đạo nói tiếp, Kim Châu cũng vậy, ta nói là được. Đối với việc này, Hoàng trưởng môn không có dị nghị gì chứ. Hoàng liệt gật đầu, cười trừ nói, hai châu này, mọi người đều biết, như trưởng lão nói một câu, hai châu hiển nhiên sẽ xông pha khói lửa nghiêu hữu đạo chỉ vỏ kiếm về phía quang châu phần đất ở góc hai châu này là quang châu sau khi đại thiền sơn đến đó nên đứng về bên nào hy vọng hoàng trưởng môn suy nghĩ kỹ càng những thứ khác ta không dám bảo đảm nhưng có điểm ta có thể bảo đảm khiến nam châu và kim châu tạo điểm ma sát với quang châu tạo một vài cái cớ động thủ với quang châu cũng không phải là vấn đề lớn gì quang châu có thể cản trở quân tiên phong nam châu và kim châu hay không chắc hẳn trong lòng hoàng trưởng môn cũng biết rõ một câu thôi Đại Thiền Sơn có thể trụ vững ở Quang Châu hay không, ta nói là được. Chỉ cần ta ủng hộ Đại Thiền Sơn, tam đại phái nước yến không ai có thể đá Đại Thiền Sơn ra khỏi Quang Châu, những người khác đến rồi cũng sẽ không được ngồi yên. Lời nói này của Ngưu Hữu đạo lộ rõ khi phách, nụ cười trên mặt Hoàng Liệt có chút cứng ngắc, hiểu rồi, rốt cuộc ông ta đã hiểu ý đồ của tên đứng trước mặt mình, tên này đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ tử kim độc, đã lên kế hoạch rồi, chính là muốn khiến Đại Thiền Sơn giúp hắn đi chiếm địa bàn nhưng dưới sự dụ dỗ đe dọa đại thiền sơn tựa hồ không có sự lựa chọn nào khác có đường ra tốt hơn không thể cứ dựa mãi vào nam châu không đi được như hiếu đạo quay lại cười hoàng trưởng môn không cần lo lắng như mỗ không phải loại người không phân rõ phải trái bình thường sẽ không để cho hoàng trưởng môn khó xử ta cũng không muốn tự gây phiền toái cho mình bình thường có thể giải bộ như cả đời không hề có qua lại với nhau nhưng sau khi đại thiền sơn đi quang châu nếu gặp khi như mỗ cần mong rằng đại thiền sơn phối hợp tác chiến hoàng liệt gượng ép gật đầu cười nói ý của ngưu trưởng lão ta đã hiểu ngưu trưởng lão yên tâm đại thiền sơn biết rõ nên làm như thế nào tốt ngưu hữu đạo gật đầu thỏa mãn quản phương nhi đứng bên cạnh cũng cười tươi như hoa ánh mắt như phát sáng lúc rời đi hoàng liệt không kìm được quay đầu lại nhìn một cái thấy ngưu hữu đạo đứng đó đưa tiến khẽ phất tay khuôn mặt có vài phần tươi cười trong lòng thổn thức không thôi nhớ về năm đó ông ta nhớ tới lúc ban đầu gió bụi mệt mỏi chạy tới băng tuyết các gặp vị này lần đầu tiên khi đó đối mặt với người này khí khái của mình to lớn biết bao nhiêu chứ chỉ trước mắt người ta đã nhảy lên trên đầu của đại thiền sơn cũng đã trở thành người mà ai nấy bên dưới đều muốn nịnh nọt ông ta đột nhiên nhớ tới lời nói năm đó của thiệu bình ba phát hiện rằng mình thực sự không nhìn xa trông rộng được như y năm đó tại sao lại không nghe lời thiệu bình ba giải quyết luôn tên Nhiêu hữu đạo này ông ta lại quay đầu lại nghe theo lời Nhiêu hữu đạo nói đi tìm trưởng môn cung lâm sách của kim tử động quản phương nhi tiến đến bên cạnh nghiêu hữu đạo đạo ra, khi nào chúng ta quay về mao lư sơn trang nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài còn quay lại đó được sao bây giờ mà về chỉ sợ một đám người lại muốn đem ta ra băm vằm ấy chứ không nói tiêu giao cung và linh kiếm sơn đám cao thủ của tam đại phái nước triệu còn không biết trốn ở xó xỉnh nào nhìn ta chằm chằm nữa trong thời gian ngắn không thể về được rồi chờ thêm trận gió này xem tình hình thế nào đã rồi nói sau Quản phương nghi, vậy có cần điều nhân thủ của chúng ta đến không? Các lộ tin tức truyền đi truyền lại cũng phiền phức, không có người bên cạnh để sai bảo thì cũng không tiện, chỉ là không biết tử kim động có cho phép chúng ta đưa những nhân thủ vào trong ở hay không. Nghiêu Hữu đạo, chờ thêm chút nữa, hiện tại vẫn chưa phải lúc, bọn họ đang lo không tìm được cơ hội làm khó ta, bây giờ mà mở miệng chắc chắn sẽ bị cự tuyệt. Nghiêu Hữu đạo ngẩng cầm lên, hướng về hướng Hoàng Liệt đi, nhanh thôi, đợi sau khi Hoàng Liệt mở lời, lúc bọn họ tìm được ta thì thời khắc quan trọng sẽ đến. Quản phương nghi hồ nghi khó hiểu, ngay tiếp theo, Văn Mặc Nhi tới chuyển lời, cùng lâm sách quả nhiên muốn mời Nhiêu Hữu Đạo đến bàn nghị sự. Nhiêu Hữu Đạo thu xếp một chút rồi đi, nghị sự trong đại điện, những vị trưởng lão nên đi đều đã đi, nhạc uyên mau chóng trở về cai quản nhân mã cung châu, kiều thiên quang nhanh chóng đến trông coi nhân mã bột châu, thân báo xuân thì trở về hoàng cung nước yến canh gác, hiện tại chỉ còn nghiêm lập, nguyên ngạn, phó quân nhược, duẫn dĩ đức và mạc linh tuyết. Đợi Ngưu Hữu đạo khách khí xong, Cung Lâm Sách vẫy tay, kể cả đám người của Ngưu Hữu đạo cũng tập trung hết lại trước tấm bản đồ trong đại điện. Cung Lâm Sách chỉ vào bản đồ và giải thích, "Ngưu sư đệ, địa bàn 11 châu, Tam đại phái muốn trực tiếp tiến hành khống chế. Việc phân phối của Tam đại phái kết quả là, bởi vì Thương Châu phản loạn dẫn đến nhiều phiến toái, Kim Tử động ta đối lý, Thương Châu bên đó nhượng bộ, bởi vậy lãnh địa bao gồm cả Kim Châu mà bên này mới chiếm, từ Kim động chúng ta được phân cho địa bàn 4 châu." Bởi vì diện tích địa vực rất lớn, nhân thủ nước yến không đủ, cho nên ta mới đặc biệt gọi đệ đến cùng thương lượng. Nghiêu hữu đạo vui tươi hớn hở nói, không phải là huynh không cho ta tham dự quyết sách sao? Cung lâm sách thẳng thắn nói, ta và Nam Châu của đệ có liên quan, cũng phải nghe ý kiến của đệ chứ, không đến lúc không nói rõ ràng đệ lại ở đó dơ chân nháo sự. Nghiêu hữu đạo một tay cầm kiếm, một tay sờ sờ mũi nói, trưởng môn, ta là người không nói đạo lý như huynh tả đó sao? Đúng rồi, đội ngũ Nam Châu chiến công hiển hách, địa bàn mấy châu mới chiếm được, lấy một châu nào đó phong phưởng thật lớn cho họ. Lời này vừa nói ra, những người khác trong điện nhìn nhau, sắc mặt không ai giống ai. Nguyên ngạn nói, sau khi trải qua thương lược, đội ngũ Nam Châu tốt hơn hết vẫn nên cố thủ ở một chỗ. Nghiêu hiểu đạo nhíu lông mày lại, vậy là ý gì? Có công không có thưởng ư, hắn tốt xấu gì thì cũng là trưởng lão, ít nhiều thì cũng có quyền nói. Nguyên ngạn nói thưởng, cũng không nhất định phải thưởng địa bàn, Nghiêu hiểu đạo mặt trầm xuống, Mạc Linh Tuyết lên tiếng, như sư đệ, chúng ta đã cân nhắc rất thận trọng rồi mới đưa ra quyết định như thế. Đội ngũ Nam Châu là đội quân tinh nhuệ của nước Yến, cần họ chấn giữ những vị trí đầu mối, đến lúc đó mặc kệ nơi nào có biến, đội ngũ Nam Châu đều có thể kịp thời xuất kích, nếu để binh lực bọn họ phân tán, một khi xảy ra chuyện việc tập kết sẽ không thuận tiện. Cũng sẽ không khiến bọn họ phải chịu thiệt, chúng ta sẽ báo cáo cho triều đình, miễn giảm thuế phú một năm cho các tướng sĩ Nam Châu, luận công mà thường nghiêu hữu đạo một năm thuế phú mạc linh thuyết đương nhiên chúng ta sẽ cố hết sức để tranh thủ thêm vài năm cung lâm sách thở dài sư đệ đại cục làm trọng nghiêu hữu đạo giọng điệu thần bí nói các người đã bàn bạc xong hết rồi còn gọi ta làm gì doãn dĩ đức nói sư đệ là như thế này ngoại trừ việc này còn có một việc khác hiện tại nhân thủ thực sự không đủ để cũng biết đấy một trận chinh chiến tu sĩ hao tổn không nhỏ cân nhắc đến việc nam châu binh hùng tướng mạnh không ai dám dễ dàng mạo phạm cho nên chúng ta muốn điều nhân thủ đại thiền sơn của nam châu đến quang châu gần đó để chấn giữ còn về việc thiếu nhân thủ ở những châu khác chúng ta lại nghĩ cách từ chỗ khác ý của đệ thế nào nghiêu hữu đạo ta có thể phản đối sao phó quân nhượng thở dài nói sư đệ thời điểm này không thể chỉ lo cho bản thân mình đại cục làm trọng nghiêu hữu đạo cười lạnh nói hay cho câu đại cục làm trọng chiếc mũ này đội bỏ xuống thật đúng là nặng đấy sao ta nhìn tới nhìn lui đều thấy giống như các người đang muốn làm cho Nam Châu ta mất đi quyền lực vậy. chương 1324, Thương Triệu Dân một Cung lâm sách, làm gì có chuyện đó, chúng ta cũng là lo lắng cho đệ thôi, Đại Thiền Sơn và đệ cũng hợp tác không vui vẻ gì, điều đi rồi cũng tốt. Chuyện bổ sung nhân thủ về sau, chúng ta có thể từ từ thương lượng trước mắt phải lấy đại cục làm trọng đã, trước tiên phải mau chóng triệu tập nhân thủ khống chế cục diện, lúc này địa bàn mới chiếm không được nhiễu loạn, đệ xem có đúng không. Ta nghĩ Trung Sư Bá là người biết đại thể, cũng sẽ không phản đối sự sắp xếp như vậy đâu. Mạc Linh Tuyết nói, đúng vậy, hơn nữa bên phía Thương Chiêu Tông đã tập trung lượng lớn cao thủ của tử kim động ta đi chấn giữ, Quang Thái Thượng Trưởng Lão đã phái đi hai người, để yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dưới con mắt của bao người, Nhiều Hiếu Đạo căng mặt không nói lời nào, lặng im trong chốc lát rồi nói, phải điều nhân thủ của Mao Lư Sơn Trang ta tới. Mọi người nhíu mày, cùng lâm sách trần trừ nói, việc này không thích hợp lắm đây là từ kim động để đem một đống người bên ngoài tới thì sẽ xảy ra chuyện gì cũng không hợp quy củ nhớ có gian tế thì phải làm sao nghiêu hữu đạo lập tức trở về các người làm đông làm tây như vậy những thứ khác không nói nam châu có nhiều tướng sĩ lập công như vậy không thể chính thức luận công mà thường khó đảm bảo không xảy ra chuyện ta không điều nhân thủ của ta tới hiệp trợ nhớ có xảy ra chuyện làm sao kịp thời khống chế cục diện nam châu chẳng lẽ phải dùng vũ lực trấn áp sao cái này không được cái kia cũng không được vậy ý của các người là gì, cố ý gây sự với ta có phải không? Mọi người nhìn liếc nhau một cái, cái gì mà lý do cục diện Nam Châu bọn họ ngược lại không hề lo lắng, điều cần lo lắng là vị này thừa cơ làm loạn, cái tên này nói Nam Châu sẽ xảy ra chuyện, Nam Châu nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay. Trước là không để cho thế lực Nam Châu khuếch trương, ngay sau đó lại rút lực lượng tu sĩ Nam Châu về, liên tiếp bức bách phía dưới, nếu còn lên đòn nữa thì hắn sẽ nổi giận đề tài câu chuyện đã không đúng rồi, thật khiến người khác có cảm giác muốn bốc lên những lời thô tục. Cung lâm sách ấn ấn tay nói, sư đệ, có việc gì thì từ từ thương lượng, đệ đừng vội, gọi đệ tới chính là muốn thương lượng với đệ đấy. Cung lâm sách quay đầu lại hỏi mọi người xung quanh, việc này các người thấy thế nào? Mạc Linh Tuyết nói, nơi này là tử kim động, cho một đám người ngoài vào ở, thực sự là không thích hợp. Nhưng ý kiến của Ngưu sư đệ cũng nên được cân nhắc. Lời này nói ra chẳng khác nào không nói nguyên ngạn nói tiếp làm việc không có người cũng không thể làm được nhưng nếu môn phái khác cũng tụ tập trong kim tử động thì cũng không ra làm sao hết mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận cuối cùng vẫn chung một ý là nghiêu hữu đạo muốn điều nhân thủ đến thì cũng được cũng chỉ là điều vài nhân thủ đến nhưng ngươi không được đem người của môn phái bên ngoài vào trong tử kim động cũng chính là nhân thủ điều tới sau này nếu không có sự đồng ý của tử kim động thì không được chạy linh tinh chỉ có thể hoạt động trong khu vực hoạt động đã phân định của tử kim động nếu không xảy ra chuyện hiểu lầm gì thì đừng trách bọn họ không nhắc nhở trước điểm mấu chốt có thể nhượng bộ chính là như vậy cùng lâm sách thở dài sư đệ à để đám người của môn phái bên ngoài ở trong tông môn đã là phá lệ rồi nếu là trung sư bá thì không đồng ý như vậy đâu đây cũng là đã nể mặt sư đệ mà nhượng bộ lắm rồi để xem cứ như vậy có được không qua cầu rút ván rất ngượt, ông đây phải công nhận các người lợi hại như hữu đạo hừ lạnh một tiếng nói xong liền quay người mà đi Cung lâm sách và tất cả mọi người đều im lặng, tên này lại dám cuồng ngôn dùng hai từ ông đây trước mặt bọn họ. Người hiện tại dù gì cũng là trưởng lão của tử kim động, nói chuyện có thể chú ý một chút cách dùng từ hay không hả? Đưa mắt nhìn như hiểu đạo ra khỏi đại điện, phó quân thẳng thắn lắc đầu, không che miệng lại, nếu hắn là đệ tử mà tử kim động ta một tay dạy dỗ thì ta không đánh rách miệng hắn không được, người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi. Mạc Linh Tuyết nói, nghe nói lúc hắn ở Thượng Thanh Tông luôn bị giam lỏng đấy, cũng không có ai dạy dỗ hắn, xuất thân từ nơi hương giã nên chắc đã quen rồi. Nghiêm lập cau mày, cảm giác nhiều hiếu đạo này với nhiều hiếu đạo mà ông ta quen biết có chút gì đó không giống nhau, nhiều hiếu đạo mà hắn tiếp xúc là một người rất có phong độ, lúc tiếp xúc ở thiên đô bí cảnh, bất luận là nói chuyện hay làm việc đều vô cùng có chừng mực, hôm nay giống như biến thành một người khác vậy. Ông ta cũng không biết nhiều hiểu đạo lúc đó là do tình thế bức bách có việc cần người khác giúp đỡ nên mới như vậy hay là bản tính hắn đã vốn như thế. Còn một điểm nữa, sao ông ta lại có cảm giác sự đồng ý của Ngưu Hữu Đạo có chút gì đó dễ dàng, tên này cũng không phải loại người lương thiện gì, có thể kinh địch mà thỏa hiệp vậy sao? Nhưng nhất thời ông ta cũng không nhận ra được vấn đề nằm ở đâu, bên này dùng đại cục làm trọng để bức bách, Ngưu Hữu Đạo tựa hồ cũng khó từ chối. Ngưu Hữu Đạo ra khỏi đại điện, khóe miệng mỉm cười, nói thầm tuổi trẻ thật tốt. Cũng không có cách nào khác, đây chính là sự khẳng định vị trí và nhân thiết mà Ngưu Hữu Đạo dành cho mình ở Tử Kim Động hiện nay, thế yếu lực mỏng hiện giờ dừng chân, không thể nhã nhận được nữa nếu không sẽ bị người khác ăn tươi nuốt sống quản phương nhi đứng trên bận thang bên ngoài đại điện đợi hắn tới lúc cùng đi xuống mới trầm giọng hỏi bọn họ tìm ngài làm gì như hữu đạo còn có thể làm gì Trồn cáo chúc tết gà giắp tâm ăn gỏi việc đúng như trong dự liệu nghe hắn nói là việc đúng như trong dự liệu quản phương nhi lại cảm thấy yên tâm chỉ cần vị này trong lòng đã có tính toán thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì to tát như hữu đạo lại bổ sung thêm một câu bên này đã xong xuôi có thể truyền tin tức cho người trong nhà rồi, bọn họ có thể đến đây rồi. Bên Tử Kim động đưa ra yêu cầu hà khắc, với hắn mà nói cũng chẳng đáng gì, Ngũ Lương Sơn hiện giờ tồn tại dưới hình thức là một tổ chức tình báo, người trong môn phái vốn cũng không tập trung ở một chỗ. Cho dù người đến hơi nhiều một chút thì hắn cũng đã giải quyết xong xuôi cả rồi, còn muốn hắn làm sao? Bên này đã đồng ý, lấy đó làm cái cớ chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, đoán chừng bên này cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Về phần Lưu Tiên tông Tam phái, hắn cũng không có ý định đem toàn bộ qua, hiện nay hắn ở Tử Kim động rất an toàn, không cần phải tập hợp đám nhân thủ lại làm phòng ngự nữa, dùng luôn người của Tam đại phái. Quản Phương nghi hai mắt sáng lên, thật ư? Bọn họ đồng ý việc này rồi sao? Theo bà ta, chuyện này là điều không thể nào xảy ra, theo tình huống bình thường thì không có môn phái nào cho phép người ngoài vào nội bộ của môn phái mình ở. Đây không phải là phí lời sao? Nưu Hữu đạo liếc bà ta một cái, không nói gì. Việc này không thể đùa được, quản phương nghi lập tức vui mừng, cảm thấy đạo gia không hổ danh là đạo gia, loại chuyện này cũng có thể dễ dàng giải quyết ổn thỏa, như vậy xem ra, những người già ở phù phương viên của bà ta cũng có thể tới rồi. Hai người trở về Mao Lư Sơn Trang không lâu, bên ngoài có đệ tử trông coi Sơn Môn đến bàn bạc với Văn mặc Nhi. Văn mặc Nhi hỏi rõ tình hình xong, nhanh chóng đi vào tìm Nhiêu Hữu Đạo bẩm báo, trưởng lão, đệ tử trông coi Sơn Môn đến báo, Vương Phi, quận chủ, còn có trưởng môn lưu tiên tông tam phái cùng đến cầu kiến trưởng lão. Như hữu đạo hơi sửng sốt, hai người kia đến thì hắn không có gì bất ngờ, nhưng phong nhược nam tại sao cũng tới. Như hữu đạo lấy lại tinh thần rồi nói, mau mời vào. Đúng rồi, người bảo Hồng Nương đích thân đi nghênh đón. mươi 1325, Thương Triệu Dân 2 Vâng, Văn Mạc Nhi tuân lệnh rời đi, bảo quản Phương Nhi cùng mau chóng đi ra ngoài cửa tiếp đón. Không lâu sau, một đoàn người đi vào, nếu là trước đây thì không có đủ tư cách vào nơi này nhưng không dễ dàng gì mà tới đương nhiên không tránh được sự tò mò dò xét xung quanh đây trong tầm mắt nơi nơi đều là phong cảnh đẹp nhiều hoa cỏ lạ còn có những ngọn nước trong vắt chảy san sát nhau lầu các đình đài trên núi ẩn hiện trong làn sương mờ hạ hoa không khỏi khen một câu không hổ là tông môn tử kim động quả nhiên là một nơi giống y như tiên cảnh vậy vừa đi vào đến mao lư biệt viện thì gặp nghiêu hữu đạo đang ngồi trong đình viện bọn họ cùng bước nhanh lên phía trước hành lễ, đạo gia. Trên mặt bọn người phí trường lưu lộ ra vẻ mừng rỡ, vị này đã trở thành trưởng lão của tử kim động, bao nhiêu người trong tử kim động cả đời cũng không đạt được vị trí cao này, ấy vậy mà vị này chỉ một lần đã đạt được, như vậy tất nhiên là phải dựa vào quan hệ giữa hai bên tới chúc mừng rồi. Thương thục thanh răng trắng như ngà đôi môi đỏ mọc, ánh mắt sáng ngời nhìn như hữu đạo không rời mắt. Như hữu đạo mỉm cười khẽ gật đầu với mọi người, sau đó chiêu phượng nhược nam chắp tay nói, sao vương phi không chăm sóc tiểu vương ra mà lại chạy đến đây. Đạo gia cứu được khuyển tử, về tình về lý ta đều muốn đích thân đến gặp mặt đạo gia để cảm tạ, vốn dĩ nên mang tiểu nhi đi cùng, nhưng chỉ tiếc là nó vẫn còn yếu, không chịu được gió bên ngoài. Phượng nhược nam mặt đầy cảm kích, nội tâm cũng cảm kích bội phần, như hữu đạo giúp nàng quá nhiều, nàng thực sự không biết nên báo đáp như thế nào. Đương nhiên, đích thân đến cũng là vì có nguyên do khác biết được trưởng môn lưu tiên tông tam phái muốn tới gặp nhưu hữu đạo thương thục thanh không kìm được cũng muốn được đi cùng gặp phải tình hình này dù sao tam phái cũng có phi hành tòa kỵ, phượng nhược nam cũng thực sự muốn đích thân đến đến cảm tạ nhưu hữu đạo huống chi người ta vì cứu con trai của nàng nên mới bị trọng thương về tình về lý đều muốn tới thăm hỏi một chút cộng thêm trưởng môn tam phái cũng không thể ở lại từ kim động mãi được chắc chắn sẽ trở về đã tiện thể lui tới thì dứt khoát sẽ rủ nhau cùng tới nhưu hữu đạo khoát tay nói việc đó vương phi nói quá lời rồi phượng như nam lại hỏi vết thương của đạo gia đã khỏi chưa như hữu đạo gật đầu cười nói làm phiền vương phi lo lắng rồi vết thương của ta đã không có gì đáng ngại nữa sau đó hắn đưa tay mời khách vào trong phòng ngồi tiến vào trong sảnh ngồi xuống có người dân trà lên sau khi nói vài câu phượng nhược nam lại đề cập đến một chuyện khác khuyển tử đến nay vẫn chưa được đặt tên tính mạng của nó là do đạo gia cứu lần này đến ta muốn xin đạo gia đặt cho khuyển tử một cái tên cũng không biết là có tiện cho ngài hay không vẫn mong đạo gia vui lòng ban cho. Ách, Nghiêu Hữu Đạo hơi sừng sốt, rụt rè nói, điều này hình như không thích hợp. Trên con trai có cha mẹ, tên tuổi là chuyện cả đời, người ngoài như ta làm sao có thể can dự. Phượng Nhược Nam vội vàng nói, đạo gia là người trong nhà, không phải người ngoài, cũng là ân nhân cứu mạng của khuyển tử. Huống hồ, đây cũng là ý của vương gia, mông Soái, Lam Thiên Sinh và cả quận chủ cũng đồng ý như vậy, hy vọng tên của đứa bé là do đạo gia đặt, vậy nên vẫn một mực chưa đặt tên cho đứa bé. Nghiêu Hữu đạo nhìn về phía thương thục thanh, nàng lập tức liên gật đầu liên tục nói tất cả mọi người đều muốn như vậy. Đạo ra, ngài đặt cho đứa bé một cái tên đi. Nghiêu Hữu đạo do dự một chút, cũng không cố từ chối nữa, nếu vậy thì ta tạm thời lấy một cái thử xem sao, bên cạnh vương ra không thiếu người uyên bác, nếu cảm thấy không phù hợp thì xin bỏ quá cho. Phượng Nhược Nam, không đâu không đâu, cái tên mà đạo gia đặt sao lại không phù hợp được chứ, nhất định là được. Mọi người chăm chú dõi theo, mí mắt nghiêu hữu đạo hơi rủ xuống, một chút lại mở mắt thở dài, các nước chiến loạn không ngừng, dân chúng lầm than, chỉ mong sau khi đứa bé trưởng thành, mọi chuyện đều tốt lên, xuất thân của tiểu vương gia đã định tương lai không phải là một người thường, hy vọng ngài ấy có thể làm tốt trách nhiệm của mình vì muôn dân chăm họ, vậy thì đặt là triệu dân đi. Triệu, trong ức triệu, dân, trong bình dân, thương triệu dân. Vương Phi thấy thế nào? Cái tên có lẽ hơi quê mùa, nhưng phượng nhược nam lại mừng rỡ liên tục gật đầu nói hay chỉ mong khuyển tử sau này không phụ mong đợi của đạo gia vậy hãy gọi nó là thương triệu dân thiếp sẽ trở về nói với vương gia nghiêu hữu đạo mỉm cười sau một phen nói chuyện hắn đưa mắt ra hiệu cho quản phương nghi quản phương nghi lập tức mời phượng nhược nam và thương thục thanh ra ngoài dạo chơi thương thục thanh vẫn chưa được nói một lời nào kỳ thực cũng không hứng thú đi ra ngoài đi dạo nhưng nàng cũng phải là người không có mắt quan sát biết nghiêu hữu đạo giữ mấy tu sĩ ở lại chắc chắn là có chuyện gì đó đành phải đứng dậy đi theo quản phương nghi mấy người bọn phí trường lưu cũng đã nhìn ra khi không còn người nào khác nữa mới trịnh trọng hỏi đạo gia có việc gì phân phó sao ạ à? nghiêu hữu đạo ta nghe nói bọn người triệu đăng huyền muốn đem ba nữ đệ tử của ba nhà các ngươi trả về cho tông môn từng người có đúng không ba người nhìn nhau việc này vốn không hề công khai nội bộ cũng vẫn chưa kịp thông báo với nghiêu hữu đạo không biết sao nghiêu hữu đạo lại biết được chuyện này Ba người nhận ra, nội bộ tam phái có tai mắt của Ngưu Hữu Đạo. Cũng đích thực là có tai mắt của Ngưu Hữu Đạo, năm đó Ngưu Hữu Đạo mới ra khỏi Mao Lư không lâu thì gặp người của tam phái chặn giết bên ngoài thành Trích Tinh. Sau khi bị khống chế và cạy miệng, những tên sát thủ bán đứng tông môn này đã trở thành tai mắt cho Ngưu Hữu Đạo, một số tình hình trong nội bộ tam phái đều không thể qua mắt được hắn. Nếu là trước kia, Ngưu Hữu Đạo sẽ không để lộ ngọn ngành, nhưng hiện tại có lợi ích khác cho tam phái, cũng nên đánh động một chút dễ dàng cho qua cái tâm gian dối đi lệch khỏi đường. Hiện giờ hắn đang ở tử kim động, một loạt các sự việc hắn đều phải nhanh chóng đưa ra sự điều chỉnh bố trí phù hợp, ổn định nội bộ trước mới có thể đối phó với bên ngoài. Hạ hoa giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cười khanh khách nói, đúng là có chuyện như vậy, lần này đến chính là để chuẩn bị nói cho đạo gia biết. Bọn triệu thương huyền cưới vợ là đã được sự đồng ý của tiêu giao cung và linh kiếm sơn, nói các khác là được phép đưa người về tông môn, bọn họ cân nhắc đến việc hai nơi cách xa nhau phu thê gặp nhau được một lần cũng chẳng dễ dàng vì vậy ba người họ đã có ý muốn đưa ba nữ đệ tử của chúng tôi về tông môn trịnh cửu tiêu bổ sung nói nghĩ đến đạo gia đặc biệt căn dặn việc này chúng tôi tạm thời không đồng ý chỉ nói là đợi tình hình trước mắt ổn định lại đã rồi hãng bàn đến chuyện này phí trường lưu thăm dò không biết đạo gia tiếp theo định thế nào như hữu đạo ôn hòa nói đưa họ về tiêu giao cung và linh kiếm sơn hình như không bắt buộc phải như thế chứ việc kết hôn của bọn họ hình khiến tông môn không được vui vẻ lắm hơn nữa bên ta phải dựa dẫm vào từ kim động thái độ của tiêu giao cung và linh sơn kiếm có thể dễ thấy là đang tức giận nói cho cùng ta cũng là suy nghĩ cho ba nữ nhân đó không muốn các nàng ấy chạy đi tự rước lấy nhục cứ đợi tình hình trước mắt đi qua rồi nói đợi tiêu giao cung và linh kiếm sơn bớt giận là cũng giúp các nàng ấy bớt đi chút phiền toái các ngươi nói xem có đúng hay không đúng 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 đạo gia nói có lý ba người liên tục gật đầu phụ họa nhưng trong lòng lại thầm nhủ, người mà lại tốn tâm tư suy nghĩ cho ba nàng ấy mới là lạ. Như Hữu Đạo chuyển ý nói, lập gia đình rồi, nối dõi tông đường là trách nhiệm của các nàng ấy, bản thân họ chắc sẽ có lo lắng gì đó, nhưng các ngươi là sư trưởng thì nên làm cho họ bớt lo lắng, đốc thúc nhiều hơn mới đúng. Chương 1326, đánh gãy xương cắt đứt gân. Đương nhiên, chồng của họ hiện tại chắc vẫn chưa có ý nghĩ này, nhưng có muốn chịu phần trách nhiệm này không? Thân thể là của chính họ họ mới là người làm chủ thực sự, hẳn là có thể nắm chặt được. Mấu chốt phải xem các nàng ấy thế nào, nói cách khác, phải xem các người có cái tâm kia hay không. Ba người lần lượt nhìn nhau, đây đã là lần thứ hai đạo gia này nhấn mạnh sự chú ý đến chuyện sinh con của ba nữ đệ tử kia rồi. Nghiêu hữu đạo lại bổ sung, trong khẩu khí không có chỗ trống nào dành cho thương lược, việc này, các người phải tranh thủ. Vâng, chúng tôi sẽ sẽ đốc thúc, ba người trả lời, đánh trống không cần truy nặng. Nghiêu hữu Đạo khoát tay, cho qua chủ đề này, nói vào việc chính, Đại Thiền Sơn phải rời khỏi Nam Châu rồi. Rời khỏi, ba người kinh ngạc, đồng thanh hỏi lại. Nghiêu hữu Đạo, bọn họ muốn tập thể rời đến Quang Châu, lực lượng chấn thủ bên Nam Châu này xuất hiện chỗ trống, tam phái đã theo ta nhiều năm, ta chuẩn bị giao Nam Châu cho ba nhà các ngươi, sẽ không có vấn đề gì chứ. Đây là chuyện tốt của cả thiên hạ, ba người lập tức đứng lên, hạ hoa tỏ thái độ hưng phấn nói, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ tất cả đều vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng không uổng phí nhiều năm đi theo vị này, rốt cục cũng có ngày được thơm lây. Nghiêu hữu đạo vẫy vẫy tay, ra hiệu cho ba người ngồi xuống rồi tiếp tục nói, theo lý thuyết, ba nhà các ngươi vẫn chưa đủ thực lực để nắm giữ một châu, nhưng nam châu của ta binh hùng tướng mạnh, quan trọng là từ kim động đã điều động không ít cao thủ đến muốn làm hại vị trí chân giữ, cho nên trách nhiệm của các ngươi cũng không nặng nề, xem nhà mình làm sao, sẽ không có vấn đề gì. Cho các người thời gian và điều kiện dư dật, các người hãy tranh thủ phát triển lực lượng của môn phái mình đi. Mặt khác các người hãy nhớ kỹ, Nam Châu là nền móng của ta. Ý ta muốn gửi đến vương gia là, rộng rãi đi gom gó nguyện vọng của người dân, tích chữ thật nhiều lương thảo, khổ luyện tinh binh, chờ cơ hội trời ban. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tích góp sực lực ở Nam Châu. Nam Châu giao cho các người rồi, các người không được làm sằng bậy, phải phối hợp tốt với bên vương gia, đạt được mục đích đã đề ra mới là quan trọng nhất, ai dám có lòng tham không đáy, thò tay làm loạn, khiến dân chúng lầm than, làm rối loạn Nam Châu, thì đừng trách ta trở mặt không nhận người. Trong cảnh thế sự loạn lạc này, Nam Châu nhất định phải làm gương. Ta không lo lắng về năng lực thống trị của vương gia bên đó, điều ta lo lắng là lực lượng tu sĩ này của các ngươi. Phí trường lưu nghiêm mặt nói, đạo gia cứ yên tâm, chúng tôi biết rõ nên làm như thế nào, nhất định sẽ đôn đốc thật tốt những người dưới, sẽ không để bỏ họ làm điều sằng bậy. Ba người thay nhau đưa ra lời bảo đảm, khó che giấu được sự phấn chấn trên khuôn mặt, lần này trở về là có thể chính thức nhắn nhủ cho mọi người trên dưới trong toàn phái, cơ nghiệp mà lịch đại tiên sư tích góp từng chút một rốt cục cũng phát ánh hào quang trong tay bọn họ. Mấy người đang nói chuyện, hứa lão lục bảo vệ ngoài cửa ho khan một tiếng, Văn Mạc Nhi đến rồi. Văn Mạc Nhi vào trong bẩm báo, đạo gia, trưởng môn bành hữu tải của thiên ngọc môn đã đến, đang ở ngoài sơn môn cầu kiến. Nghiêu hữu đạo ừ một tiếng, đến nhanh vậy sao, xem ra là ngựa không ngừng vó. Đến vừa đúng lúc, mời vào. Vâng, Phan Mặc Nhi lĩnh mệnh đi ra, sau đó Ngưu Hữu Đạo ra ý bảo ba vị trưởng môn tạm tránh đi một lát, ba người lúc này liền cáo lui. Ngưu Hữu Đạo cũng ra khỏi phòng, nói với Hứa lão Lục đang canh ngoài cửa, đi mời Vương phi đến đây một chuyến. "Vâng, Hứa lão Lục nghe lệnh đi ngay." Phí Trường Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu tiêu tạm đến Thiên viện nghỉ chân, sau khi ngồi xuống chỗ mát mẻ, ba người cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không ai nói ra được câu nào. Ba người họ biết rõ muốn nói gì với nhau, chính là muốn nói nội bộ môn phái có tai mắt của đạo gia. Thế nhưng biết rõ rồi thì cũng làm gì được, trừ phi muốn phản lại nghiêu hữu đạo, nếu không cũng không dám phanh nội gián ra lúc này, nếu thực sự làm như vậy thì khó mà giải thích rõ ràng với nghiêu hữu đạo. Sự thật chính như nghiêu hữu đạo biết rõ công tôn bố là tai mắt của phiêu miếu các, không dám hành động sằng bậy chính là vì vậy. Nhưng nội gián rốt cuộc là ai, tầng cấp cao thế nào? Trong lòng ba người vẫn khó chịu vấn đề này, không biết rõ như thế nào tam phái sau này thực sự không dám làm chuyện gì không rõ ràng trước mặt Như hữu đạo rồi. Phượng Nhược Nam lại quay về sau khi được quản phương nghi đưa đi dạo, không biết có phân phó gì không, chỉ thấy Như hữu đạo ngẩng cằm lên mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Phượng Ngược Nam quay đầu lại nhìn, thấy có người tới, giật mình, không phải ai khác chính là ông ngoại của nàng, trưởng môn của thiên ngọc môn bành ngược tại. Hai người đã nhiều năm không gặp, ở cấp độ nào đó mà nói, ông ngoại bành ngược tại này lúc đầu vẫn rất thương đứa cháu ngoại này, chỉ là lựa chọn trong đại cục, phải lấy rất nhiều chuyện đại cục làm trọng, kết quả khiến cho người ta phải thổn thức. Bành hữu tại đến trong sự mệt mỏi và gió bụi, nhận được sự triệu kiến của Ngưu Hữu Đạo, thực sự là ngựa không ngừng vó mà đến, dọc đường thay ngựa người không nghỉ, ngày đêm đi gấp không ngừng, lập tức đến. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên trở thành trưởng lão của Tử Kim Động, lại đột nhiên triệu ông ta tới, ông ta cũng biết rõ sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo đối với Bắc Châu, hơn nữa hai bên cũng đã sớm có kết giao từ trước, Khiến cho trong lòng ông ta không có một chút chậm trễ, nghi vấn nào, một mực lo lắng mà tới. Gió bụi trên người chưa đi, ông ta cứ thế vội vã lập tức phi tới, cũng là muốn làm bộ dạng này cho Ngưu Hữu Đạo xem. Vừa gặp Ngưu Hữu Đạo, ông ta có hơi hoảng hốt, nhớ năm đó, hắn chẳng qua chỉ là một con chó nương thân dưới mái hiên của Thiên Ngọc Môn, trong nháy mắt gặp lại, giờ ai mới càng giống chó đây. Trong lòng thực sự trăm loại cảm xúc lẫn lộn, nhìn thấy phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, lại thấy nữ nhân bên cạnh nghiêu hữu đạo quay người lại nhìn, gương mặt quen thuộc kia cũng làm hắn chố mắt dừng bước. Phượng nhược nam thân thể nuột nà hơn nhiều, làn da trở nên trắng nõn mịn màng, cũng càng có vị của nữ nhân, khí chất của vị nữ tướng quân năm đó hoàn toàn không còn nữa. Nhớ tới tình hình quyết liệt của người trong nhà, trong lòng không biết phải làm sao. Nghiêu trưởng lão, chúc mừng chúc mừng, bành hữu tại lấy lại tinh thần bước nhanh tới chỗ nghiêu hữu đạo chào hỏi. Ha ha, ta thì có gì mà chúc mừng, người bành trưởng môn nên chúc mừng chỉ sợ là một người khác, nhà các ông lại có thêm một thằng con trai rồi. Như hữu đạo nhìn về phía Phượng Nhược Nam chép chép miệng. Bành hữu tại nhìn về phía cháu ngoại, gượng cười nói, Nhược Nam cũng tới đó à? Phượng Nhược Nam giọng trầm trầm nói, ông ngoại, tiếng ông ngoại này khiến bành hữu tại ấm lòng, xúc động nói, nghe nói cháu có con trai rồi hả? Phượng Nhược Nam vâng một tiếng, tốt tốt tốt, không chịu thua kém, là chuyện vui, là chuyện vô cùng vui. Bành hữu tại liên tục gật đầu, không phải lời dối trá mà là từ đáy lòng cảm thấy vui thay cho Phượng Nhược Nam. Đạo lý rất đơn giản, con trưởng của Dung Thân Vương sẽ là người đầu kế thừa vị trí Thân Vương, sau này cho dù thương chiêu tông thích cháu gái của mình hay không, mẫu dĩ tử quý là sự thật không thể thay đổi được, trừ phi thương chiêu tông muốn đối phó với ngay cả con của mình. Nếu không thì một khi có chuyện gì xảy ra, đứa con trai sớm muộn cũng sẽ lấy lại công bằng cho mẫu thân. Đã có đứa con trai đó, cháu ngoại mình coi như đứng vững bên phía thương chiêu tông, bên Nam Châu người trên kẻ dưới sẽ không có ai dám dối sự khắt khe với Phượng Nhược Nam, nếu không chính là gây khó dễ cho tiểu vương gia. Nghe được những lời nói phát ra từ đáy lòng, lại thấy dâu tóc ông ngoại bạc đi nhiều so với trước đây, hốc mắt Phượng Nhược Nam cay cay, cũng nghĩ đến việc mình đã không gặp cha mẹ bao nhiêu năm rồi. chương 1327, Bành Trưởng Môn, Thiên Ngọc Môn đã đến lúc đưa ra quyết định một Thấy thế, như hiểu đạo cười nói, Vương Phi, cho phép ta làm tốt việc của chủ nhà trước rồi lát nữa hai vị lại nói chuyện gia đình nhé." Phượng Nhược Nam khẽ gật đầu, Thương Thục Thanh tới ôm cánh tay chị dâu, trong lòng đồng tình, biết rõ người một nhà trở thành thế này, trong lòng chị dâu chắc chắn không hề dễ chịu. Năm đó tranh quyền đoạt lợi, bao nhiêu chuyện kinh biến, người nhà chị dâu muốn đẩy ca ca vào chỗ chết, ca ca lại giết huynh đệ ruột thịt của chị dâu, người trong nhà tự giết hại lẫn nhau, chuyện cũng như tái hiện rõ mồn một trước mắt Thương Thục Thanh, sau đó chị dâu đã trải qua những tháng ngày đau khổ nàng cũng biết rất rõ bành hữu tại quay đầu lại lấy từ trong tay phong ân thái một hộp quà dâng lên như trưởng lão ta đến vội vàng không chuẩn bị được gì đây chỉ là một chút tấm lòng mong trưởng lão đừng chê như hữu đạo nhận lấy lễ vật giao cho quản phương nghi đứng bên cạnh bà ta mỉm cười nhận lấy như hữu đạo nhìn phong ân thái cười nói đại ca cũng đến rồi phong ân thái ngượng ngượng gật đầu nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào trong lòng cũng rất cảm khái thằng đệ này đã trở thành trưởng lão của của tử kim động rồi đấy. Dựa vào địa vị hiện giờ của Ngưu Hữu Đạo, vẫn còn nhận ông ta là đại ca không có gì là bất ngờ lắm, thông qua chuyện của lệnh hồ thu, ông ta biết rõ con người trưởng nghĩa của Ngưu Hữu Đạo. Phong ân thái là do bành hữu tại cố ý đưa đi cùng, một khi có gì không đúng, hy vọng giao tình của phong ân thái và Ngưu Hữu Đạo có thể khiến mọi thứ đều viên mãn. Bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, mời vào trong, Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra mời, mấy người đi vào dâng trà xong, Bành Lục Tại nói lời dễ nghe, không dám trực tiếp nói thẳng, chờ Ngưu Hữu Đạo nói rõ chân tướng tại sao triệu kiến, ông ta tin Ngưu Hữu Đạo sẽ không vô duyên vô có tìm ông ta. Ai, sau khi nói vài câu chuyện phiếm, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên buông tiếng thở dài, nhìn thấy lúc Bành Trưởng Môn và Vương Phi nhìn nhau, chuyện năm đó thực sự nghĩ lại mà thấy đáng sợ, nhưng dù nói sao đi nữa thì người một nhà vẫn là người một nhà, dù đánh gãy xương, cắt đứt gân, huyết mạch vẫn nối liền là điều không bao giờ thay đổi. Bành trưởng lão, có phải là đạo lý này hay không? Bành hữu tại đang không biết hắn muốn làm gì, rụt rè gật đầu, như trưởng lão nói có lý. Như hữu đạo, nếu chúng ta đã là người một nhà, có mấy lời này ta cũng muốn nói ra, chúng ta có lời gì cứ nói thẳng, có chỗ nào không đúng, mong bành trưởng môn đừng trách. Quản phương nghi giỏng lỗ tai từ bên ngoài đi vào đứng sau lưng như hữu đạo, đôi mắt phục sáng, không biết vị đạo gia này muốn làm gì nữa. Bành hữu tại, lời vàng ý ngọc của Ngưu trưởng lão, bành mỗ rửa tai lắng nghe. Nghe thấy vị này nói ra lời như vậy, Quản Phương Nhi cũng cảm khái, bà còn nhớ tình cảnh năm đó theo Nghiêu Hữu Đạo lần đầu đến quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc Môn khi đó hung hăng đến cỡ nào, bây giờ thế cục thay đổi, đường đường bàng trưởng Môn cũng bắt đầu biết co biết rũi. Phong ân Thái ngồi cùng ở một bên trong lòng cũng có chút phiền muộn, cũng đang nhớ lại năm đó. Giữa ta và ngươi không cần nói những lời khách sáo, Nghiêu Hữu Đạo khoát tay một cái, lần này mời bành trưởng Môn đến, là muốn hỏi một chút về tình hình của Bắc Châu, nghe nói cục diện bắc châu có chút hỗn loạn không biết là có chuyện này hay không hỗn loạn ở đâu ra hỗn loạn trong lòng bành hiếu tại nghi ngờ không chắc thử hỏi không biết như trưởng lão là chỉ phương diện nào như hiếu đạo tình hình cai quản của các quận huyện ở bắc châu nghe nói kém xa cục diện ổn định lúc thiệu bình ba chủ trì cái này bành hiếu tại hơi do dự nói phương diện cai quản ngược lại không phải không bằng thiệu bình ba năm đó bắc châu năm đó là tự lập không chịu sự ràng buộc của nước hàn và nước yến quan viên lớn nhỏ của nội cảnh Bắc Châu cũng chịu sự khống chế của Thiệu Bình Ba, mà Thiệu Bình Ba thờ phụng loạn lạc làm trọng điền, từ trước đến nay là ra tay độc ác để chỉnh lý. Sau khi Bắc Châu trở lại nước Yến, các phương diện sắp xếp trở vào của các quan viên lớn nhỏ quá nhiều rồi, mà những quan viên lớn nhỏ kia ít nhiều gì cũng có quan hệ nịnh bợ với ba đại phái, không nói thiên ngọc môn ta, thứ sử thiệu đăng vân cũng chỉ có thể mở một mắt ngắm một mắt. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không chỉ ở Bắc Châu, Châu Phủ các nơi đều là tình hình tương tự. Phương diện này, nhiều hiểu đạo đương nhiên hiểu rõ, dù sao, châu phủ ba đại phái trực tiếp khống chế vẫn tốt hơn một chút, ví dụ như châu phủ mà tử kim động khống chế, nếu như không có thế lực khác can thiệp vào, quan viên nơi đó chỉ cần hiếu kính thế lực một phương, đương nhiên là đơn giản hơn nhiều. Nơi có tình hình phức tạp này tương tự như Bắc Châu, thế lực các nơi quấn bệnh, sau khi người vơ vét hắn ta cũng đến cướp đoạt, hiếu kính nhà này rồi còn phải hiếu kính nhà kia, quan viên nơi đó không thể tự mình đào túi tiền, cướp đoạt tới cướp đoạt lui, người xui xẻo là ai thì không cần phải nói giống như sự tồn tại này của ba đại phái nắm trong tay một địa bàn béo bở là đến từ các phương diện đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mọi người liều sống liều chết tranh giành địa bàn đương nhiên cũng là nguyên nhân nghiêu hữu đạo nghiêm khắc cảnh cáo lưu tiên tông phù vân tông linh thú sơn sau này không được lòng tham không đáy nghiêu hữu đạo gật đầu biểu thị đồng ý có điều lại nói một câu nhưng bắc châu là địa bàn của ta một câu nói này khiến cho bành hữu tại và phong ân thái đồng loạt nhìn chằm chằm về phía ngư hữu đạo vươn tay vào bắc châu cũng không chỉ ngư hữu đạo ngươi ngươi cũng chỉ thao túng thế lực quân đội ba đại phái khác cũng nhúng tay vào thấy phản ứng của hai người ngư hữu đạo lại hỏi một câu thế lực phe thiệu đăng vân là người của ta cách nói này bành trưởng môn không phản đối chứ bành hữu tại hơi gật đầu mọi người đều biết ngư hữu đạo nhiều thế lực như thế vươn tay vào bắc châu khiến thiệu đăng vân khó xử cũng khiến bành trưởng môn khó xử đồng thời cũng khiến ta rất không vui, như mỗ cho rằng. Bành trưởng môn chẳng lẽ không cho rằng cục diện Bắc Châu đã đến lúc chỉnh đốn rồi sao? Cái này, bành hữu tại trần trừ không quyết định, không biết tiếp lời này như thế nào. Như hữu đạo tiếp tục nói, ta bây giờ gia nhập vào tử kim động, tiêu giao cung và linh kiếm tông không vui, Nam Châu phía bên này không dễ động vào, mà chấn thủ biên cương Bắc Châu, trước mắt bởi vì chiến sự hàn tống, tiêu giao cung vào linh kiếm tông không dễ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một khi chiến sự kết thúc, bọn họ nhất định sẽ nhổ hết thế lực ở Bắc Châu của ta, như mỗ há có thể ngồi nhìn. Cho nên đứng không ở trước mắt này, cũng là thời cơ tốt đẹp ta khống chế Bắc Châu, quân đội ta đã nắm trong tay, bây giờ ta cần thế lực tu hành chấn thủ Bắc Châu, chỉ cần hai phe thế lực này đều nguyện giúp ta một tay, những thế lực khác cũng chỉ có thể đứng dựa bên này, ai dám dùng sức mạnh, thế lực dưới tay của ta cũng không phải ăn chay đâu. Ai dám động đến Bắc Châu của ta, ta liền dám đánh chiếm châu phủ trong tay của bọn họ, ăn miếng trả miếng không thể bình thường hơn được. Nói đến nước này, Bành Hiếu Tại và Phong Ân Thái cuối cùng hiểu được nguyên nhân vị này gọi bọn họ đến, không phải là muốn tính nợ cũ, mà là muốn Thiên Ngọc Môn gia nhập vào hắn, giúp hắn không chế lấy Bắc Châu. Quản Phương Nghi đứng đằng sau Nghiêu Hiếu Đạo ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng cũng tương tự tấm tắc không ngừng, Tử kim động đang áp chế đạo gia, đang áp chế thế lực Nam Châu, đạo gia ở bề ngoài thì khuất phục. Trong tối thì lại không nương tay, đã liên tục ra tay tranh đấu với tử kim động. Tử kim động không để thế lực Nam Châu khuếch trương, đạo gia trong âm thầm đã nắm lấy Quang Châu, bây giờ lại vươn tay về phía Bắc Châu, muốn hoàn toàn khống chế lấy Bắc Châu. chương 1328, Bành Trưởng Môn, Thiên Ngọc Môn đã đến lúc đưa ra quyết định 2. Như hữu đạo hiển nhiên là không muốn bỏ qua khuếch trương thế lực của mình sau khi thân phận địa vị nâng cao. Đấu tranh, bây giờ quản phương nghi coi như hoàn toàn hiểu được ý nghĩa sâu xa của nhưu hữu đạo lúc nói ra lời này, quả nhiên là đang đấu tranh. Ngưu hữu đạo nhìn chằm chằm bành hữu tại không buông, rõ ràng là muốn Thiên Ngọc Môn chính thức bày tỏ thái độ và chiến tuyến. Hồi lâu không thấy trả lời, Nghiêu Hiếu Đạo không buông tha vẫn tiếp tục, hỏi có phải là khiến bành trưởng môn khó xử rồi không? Ta trước chỉ nói đến đây, Bắc Châu, nếu như ta không đoạt được, chỉ cần ta đưa lời nói này đến nước Hàn và nước Tống, lúc nào cũng có thể khiến nước Hàn và nước Tống tấn công Bắc Châu, lúc nào cũng có thể chắp tay dâng Bắc Châu cho người khác. Ta có năng lực như vậy hay không, bành trưởng môn trong lòng biết rõ, đến lúc đó thiên ngọc môn không được gì cả, Bành trưởng môn và phong ân thái trong lòng nặng nề, hai người biết, như Hữu đạo đương nhiên có lực ảnh hưởng này. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Giao Cung và Linh Tiên Sơn trước mắt không dám nhổ bỏ tay sai của Ngưu Hữu Đạo ở Bắc Châu, hai phái trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ với thế lực ở Bắc Châu của Ngưu Hữu Đạo. Binh mã Bắc Châu chịu sự chi phối của Ngưu Hữu Đạo, bất luận là nước Hàn hay là nước Tống tấn công, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo bày mưu đặt kế, binh mã Bắc Châu đương nhiên là tiêu cực chống cự, tất nhiên có thể để nước thù địch dễ dàng đắc thủ nước hàn và nước tống có thể nghe lời nghiêu hữu đạo hay không chỉ cần nghiêu hữu đạo lấy xuất binh hỗ trợ nước tống làm uy hiếp hay nước hàn tống bất luận bên nào cũng phải phối hợp với nghiêu hữu đạo nước tống hy vọng được nước yến xuất binh hỗ trợ đẩy lùi nước hàn mà nước hàn không muốn nước yến xuất binh mà nghiêu hữu đạo trước mắt quả thực là có lực ảnh hưởng cực lớn này đây cũng là nguyên nhân ba đại phái trước đây đều muốn tranh giành nghiêu hữu đạo ai nắm được nghiêu hữu đạo chính là nắm được quyền lên tiếng nhất định bất luận hàn tống nước nào công đánh nước yến phía bên này chỉ cần nghiêu hữu đạo ngăn cản chân sau của quân đội có lực chiến đấu dựa vào quốc lực trước mắt của nước yến đối mặt với kẻ thủ bên ngoài xâm lược sẽ rất khó chịu đựng đánh lâu như thế nguyên khí nước yến chịu tổn thất lớn vẫn chưa lấy lại sức được cũng chính vì nắm được phần thao túng quyền lên tiếng thế cục nhất định này nghiêu hữu đạo cũng bỏ ra cái giá lớn vì cứu con trai của thương triều tông và thương thục thanh hắn đã mạo hiểm vô cùng bị đánh trọng thương thiếu chút nữa là mất mạng Kết quả là thương triều tông không khiến hắn thất vọng, kêu gọi tập hợp thiên quân vạn mã cứng rắn chống đỡ ba đại phái nước yến, thế lực hệ thương đoạn tuyệt đường lui của mình, hoàn toàn đứng về phía Ngưu Hữu Đạo. Lực lượng quân đội trụ cột vững chắc của nước yến hoàn toàn nắm trong tay của Ngưu Hữu Đạo. Suy đi tính lại, Bành Hữu Tại vẫn không đưa ra quyết định cuối cùng, thử thăm dò nói, "Như trưởng lão hy vọng Thiên Ngọc môn ta làm như thế nào?" Ngưu Hữu Đạo thản nhiên nói, "Tình trạng hỗn loạn của Bắc Châu cũng nên chỉnh lý lại một chút rồi." chẳng lẽ như mỗ còn không bằng thiệu bình ba sao? Những tham quan ô lại kia, thiên ngọc môn có thể trừng trị một chút, có thể giết một đám, có thể hung hăng giết một đám, chỉ cần là quan viên triều đình phái đi, một tên cũng không chừa, giết sạch toàn bộ cho ta, dù sao không một tên nào tốt, không cần khách khí, cũng không cần nương tay, giết. Tịch thu gia sản, tất cả lấy được toàn bộ đều thuộc về thiên ngọc môn. Bành hữu tại nghe được sợ hết hồn hết phía, nhắc nhở nói, trong những quan viên kia có không ít người dính dáng đến từ kim động, có không ít quan viên mỗi năm đều tiến cống cho một số người quan trọng của tử kim động. Thế lực tu hành của châu phủ chấn thủ các nơi tiến cống tiền của cho ba đại phái, vậy cũng là giao cho toàn bộ tông môn tập trung phân phối, đều là khoản ngoài sáng, không đến được tay của các đệ tử ba đại phái, tiền của ở dưới cùng mới là thứ béo bở thuộc về riêng mỗi người. Đừng coi thường những quan viên địa phương bên dưới, chỉ cần có quyền lực trong tay, đều sẽ nghĩ hết mọi cách xử lý các mối quan hệ tự bảo vệ mình. Động vào những người này, chính là cắt đứt con đường tiền tài riêng tư của một số người ba đại phái, cắt đứt con đường tiền tài của người khác giống như giết chết ba mẹ của người khác sẽ đắc tội đến mức nào có thể nghĩ ra được. thử hỏi bành hữu tại làm sao có thể không hoảng sợ? mặt khác nếu như không như vậy thiên ngọc môn năm đó làm sao có thể bảo vệ được địa bàn quận quảng nghĩa vân vân sau lưng này đương nhiên có chuẩn bị có người giúp đỡ nói chuyện. như hữu đạo có phải có bối cảnh của tử kim động hay không không quan trọng ta cũng là người của tử kim động hơn nữa là trưởng lão của tử kim động, ngay cả ta cũng nhìn không nổi, giết một số tham quan ô lại hại nước hại dân thì có gì không được. Giết, cơ bắp trên mặt của bành hữu tại co giật, hiểu rồi, đâu ra nói ủng hộ đơn giản như vậy, người ta căn bản sẽ không tin lời hứa hẹn ngoài miệng của ngươi, cũng không cho ngươi cơ hội lừa gạt. Giết những người này không phải là mục đích, mà là muốn đưa thiên ngọc môn ông ta ra nhập đội, muốn thiên ngọc môn ông ta đắc tội đưa ba đại phái vào chỗ chết. Đây là muốn thiên ngọc môn ông ta hoàn toàn đứng về phía nghiêu hữu đạo bên đây ánh mắt nghiêu hữu đạo xem kỹ phản ứng của ông ta thản nhiên hỏi là không muốn giúp đỡ nghiêu mố hay là ông sợ rồi bành hữu tại không phải là không muốn giúp đỡ nghiêu trưởng lão, có sợ hay không không cần nói trước mà là kiên quyết là như vậy bắc châu sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn nghiêu hữu đạo có quân đội bắc châu và thế lực tu hành trấn thủ bắc châu liên thủ áp chế giết một số tham quan ô lại có thể loạn đến đâu bành hữu tại ta không phải ý này mà là chém giết lung tung không lý do không hợp quy củ không cách nào nói rõ với triều đình và ba đại phái bọn họ tất nhiên phải ra tay can dự đến khi đó ngư trưởng lão có thể chống đỡ nổi áp lực của từ kim động không ta nghĩ ngư trưởng lão thân ở từ kim động không thể không tuân thủ chút quy tắc nào của từ kim động ông ta không thể làm càng như thế ngưu hiếu đạo ngươi mồm mép buông lỏng vì tiện nói một chút mà thôi đến khi đó nếu như ngươi phủi mông một cái xem trò vui thiên ngọc môn há không phải bị gài chết có ma mới biết ngươi có phải nhân thời cơ báo thủ thiên ngọc môn hay không Nghiêu hiếu đạo, bành trưởng môn yên tâm, nghiêu mỗ không phải là người không biết nói lý lẽ, ta sẽ không khiến thiên ngọc môn khó xử, ta sẽ cho thiên ngọc môn một lý do danh chính môn thuận để động thủ. Không có cơ hội không động thủ, cơ hội dâng đến cửa thiên ngọc môn, thiên ngọc môn lại động thủ, như vậy không tính là làm khó thiên ngọc môn chứ. Như thế nào, này, bành hiểu tại vẫn do dự như cũ, nghiêu hiểu đạo, bành trưởng môn, thiên ngọc môn đã đến lúc đưa ra quyết định, cần phải đưa ra sự lựa chọn, không có đường lui, việc của Bắc Châu, Ta cần phải nhân cơ hội này để giải quyết, bỏ lỡ rồi, e là khó có hoàn cảnh bên ngoài tốt như thế một lần nữa, cho nên hôm nay cần phải cho ta một câu trả lời." Bành Hữu tại do dưới mãi, nhắm mắt nói, "Nếu như thật sự có cơ hội như vậy, Thiên Ngọc môn ta nguyện giúp Ngưu trưởng lão một tay. Ngược lại, không có cơ hội danh chính ngôn thuận thì có thể không làm." Trong lời nói còn để lại đường lui cho Thiên Ngọc môn. Ngưu Hữu đạo gật đầu, "Được, hy vọng Bành trưởng môn nói được làm được, mà không phải đang đùa bỡn ta." Bành Hữu Tại, không dám, nghiêu Hữu Đạo, sau khi xử lý xong những người đó, nếu như triều đình lại phái quan viên đi, đi một người, Thiên Ngọc môn ông liền ám sát một người, giết đến khi nào không ai dám đi thì ngưng, ta không tin trên đời lại có người vì kiếm tiền của mà không cần mạng. Chương 1329, núi đuôi nhau mà tới một. Nói chung, quan viên địa phương bổ nhiệm của Bắc Châu do một tay của Thiệu Đăng Vân khống chế, không cần những thế lực bên ngoài khác nhúng tay vào, người và Thiệu Đăng Vân liên thủ, khống chế Bắc Châu toàn diện làm tốt công tác chuẩn bị tùy thời hưởng ứng ta ở phía bên này. Ngoài mặt bành hữu tại gật đầu phụ họa, trong lòng thì lại đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của Ngưu hữu đạo, việc phía trước thiên ngọc môn ta cũng chưa chắc sẽ chu đáo, người thì lại chuẩn bị công việc phía sau cho thiên ngọc môn ta rồi. Trong lòng đồng thời cũng đang suy nghĩ Ngưu hữu đạo sẽ đưa lý do động thủ danh chính ngôn thuận gì cho thiên ngọc môn. Bàn xong chính sự, Ngưu hữu đạo biết đây là loại người chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, sẽ không dễ dàng lấy lợi ích môn phái của mình đi đặt cược về sau nhất định sẽ tiếp tục cân nhắc, cho nên cũng không vội để Bành Hữu Tại đưa ra lời hứa chắc chắn. Huống hồ đối mặt với việc này lời hứa cũng không đáng tin, mà nhất định phải khéo léo dẫn dắt, hình thành xu thế rồi mới có thể thúc đẩy. Những gì mà hắn ta làm bây giờ đều là sắp đặt bố cục, đều là đang làm nền, chỉ đợi nước chảy thành sông. Vì thế cũng đổi sang khuôn mặt tươi cười, vui tươi hớn hở chuyển hướng đề tài, xem dáng vẻ của bành trưởng môn phong trần mệt mỏi, bành trưởng môn chuyến này đến nhất định là đi không ngừng nghỉ a. À. Bành hữu tại cười theo, như trưởng lão có lời mời, bành mỗ đương nhiên là không dám chậm trễ. Đây ngược lại phải trách nghiêu mỗ không biết ý tứ. Sau khi nghiêu hữu đạo tự trách một câu, quay đầu nói, hồng nương. Vâng, quản phương nghi đáp một tiếng. Nghiêu hữu đạo, đợi khi bành trưởng môn đi, nhớ tặng một con phi cầm cho bành trưởng môn, coi như là lễ vật mà ta tặng cho thiên ngọc môn. Nụ cười của quản phương nghi chợt cứng đờ, có cảm giác xúc động muốn bóp chết nghiêu hữu đạo, trong lòng điên cuồng mắng phá ra chi tử, có điều ngoài mặt vẫn là mỉm cười đáp lại, được. Ra tay hào phóng như vậy, bành hữu tại không cảm thấy vui mừng tí nào, trong lòng ngược lại lột bột một chút, vội vàng khua tay từ chối nói, không cần, không cần, trọng lễ như vậy, thiên ngọc môn thật sự không nhận nổi. như hữu đạo chỉ điểm, khách tùy chủ tiện một. Đây là một ít tâm ý của nghiêu mỗ, cũng là thành ý, bành trưởng môn nhất định phải nhận lấy. Nếu như nhất định từ chối, vậy chỉ có thể nói bành trưởng môn không có thành ý, không muốn nhận tâm ý của nghiêu mỗ, một khách tùy chủ tiện, ý chỉ khách mời thuận theo sự sắp xếp của chủ mà làm theo. Cái này, cái này sao được, lễ vật quá nặng rồi, thật sự quá nặng rồi. Bành hữu tại cười rất không tự nhiên, vào lúc này nhận lễ vật như vậy, phần thịnh tình khó từ chối này thực sự khiến ông ta cảm thấy phòng tay, để người khác nhìn thấy rồi muốn không hiểu lầm cũng khó. Nghiêu hữu đạo khoát tay, cũng không phải là tư lợi, cũng là vì sau này liên lạc thuận tiện hơn, tiếp tục để bành trưởng môn bôn ba như vậy, như mỗ không yên trong lòng, nhận lấy, nhất định phải nhận lấy. Bành hữu tại từ chối không xong, chỉ có thể dáng vẻ thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy. Ông ta cũng không muốn nán lại đây, tiếp tục ở lại đây có chút lo lắng sợ hãi, liền đứng dậy, hỏi còn dặn dò gì khác hay không, nếu không thì cáo từ. Nghiêu hữu đạo cũng đứng dậy, nắm lấy cổ tay ông ta, cười nói, bành trưởng môn cũng không khỏi quá vô tình rồi. Bành hữu tại sừng sốt một chút, trưởng lão sao lại nói lời ấy như hữu đạo nhìn ra bên ngoài chép miệng trưởng lão và vương phi đã lâu không gặp a à. ông ngoại và cháu ngoại không dễ gì gặp mặt một lần chẳng lẽ ngay cả lời cũng không nói nhiều thêm một chút thật sự muốn đoạn tuyệt tình thân sao bây giờ cũng không phát sinh đại sự gì trong thời gian ngắn không vội gì chứ bành hữu tại vội vàng gật đầu trưởng lão nhắc nhở rất phải ta đây liền đi gặp vương phi như hữu đạo ha ha cười lớn nhìn về phía phong ân thái nói vừa vặn ta và phong đại ca đã lâu không gặp đang muốn ôn lại chuyện cũ với phong đại ca không làm phiền bành trưởng lão và vương phi ôn lại tình thân nữa lại quay đầu nói với quản phương nhi hồng nương đi mời vương phi cần phải dặn dò vương phi phải cùng bành trưởng lão dạo chơi vui vẻ quản phương nhi quấn lấy ở tề kinh đã lâu cũng có cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt nghe hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói mỉm cười đáp lại vâng không cần dạo tìm một nơi trò chuyện là được rồi bành hữu tại vội ngăn cản Nghiêu hữu đạo lại lôi kéo cổ tay ông ta không buông, khó có được đến đây một lần, ngắm nhìn quang cảnh của tử kim động này cũng tốt. Nếu như ta sơ suất, há chắn phải để người khác nói ta tiếp khách không được chu đáo hay sao? Quản phương nghi mỉm cười quay người, mép phái lay động, nhanh chóng ra ngoài. Chờ một lúc, dưới sự dẫn dắt của một nữ đệ tử tử kim động dưới trướng văn mặc nhi, bành hữu tại thịnh tình khó từ chối cùng phượng nhược nam ra khỏi biệt viện mau lư. Trong đình viện, nghiêu hữu đạo và phong ân thái cùng nhau dạo bước, Người đằng trước phá vỡ trầm mặc, "Phong đại ca, những năm này tốt chứ?" Phong Ân Thái cười khổ nói, "Cũng coi như tốt, chắc chắn không thể so với ngươi." "Nhiêu Hữu Đạo, giữa huynh đệ chúng ta, không cần gì phải so." "Đúng rồi, bên phía Lệnh Hồ Nhị ca, đại ca và y có liên lạc không?" "Phong Ân Thái thỉnh thoảng có thư từ qua lại, không nhiều." Nhiêu Hữu Đạo đâm kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói, "Thế cuộc thay đổi khó lường, khó bề phân biệt, giữa huynh đệ chúng ta, chỉ mong có thể huynh đệ một lòng." Phong đại ca cần phải giúp ta a. À. Quang cảnh của tử kim động đương nhiên là không tầm thường, hai người dạo bước trong núi nhưng lại có chút trầm mặc, không biết nên nói gì mới phải. Bành hữu tại nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đệ tử của tử kim động nhìn sang phía bên này, trong lòng cười khổ, nghiêu hữu đạo rõ ràng là muốn để người của tử kim động nhìn thấy, muốn nhắc nhở người ngoài mối quan hệ của ông ta và phương nhược nam ở phía bên này. Vừa hy vọng thiên ngọc môn giúp đỡ bên này một tay, vừa tặng phi cầm chờ người, vừa để người ra ngoài đi dạo, như hữu đạo thủ đoạn này đến thủ đoạn kia nối đuôi nhau mà đến, thủ pháp chu đáo như rời núi lấp biển, đè ông ta có chút không thở nổi. Cảm giác mà nghiêu hữu đạo mang đến cho ông ta, dường như muốn mạnh mẽ mang gạo sống nấu thành cơm. Thân phận địa vị hai bên không giống lúc trước nữa, đặt vào nghiêu hữu đạo trước đây sao dám như thế với ông ta, bây giờ nhưng là quang minh chính đại từng bước ép sát. Nhược nam, thế sự vô thường, thị thị phi phi, ân ân oán oán cũng không ai mong muốn, Chuyện của quá khứ cũng đã qua rồi, không cần thiết phải tiếp tục canh cánh trong lòng, tiếp tục bàn về chuyện đúng sai chính là làm khó dễ bản thân mình. Nếu Ngưu Hữu Đạo đã có ý, chắc hẳn Thương Triều Tông cũng sẽ không có ý kiến gì. Mẹ con thường xuyên nhớ đến con, sau khi bà ta bị ta phế đi tu vi, già đi không ít, có cơ hội vẫn là gặp một chút đi, đừng khiến cho tương lai để lại tiếc nuối. Nếu đã như vậy, Bành Hữu tại cất giấu tâm tư phá vỡ trầm mặc trước tiên. Trước khi rời khỏi từ Kim Động, Bành Hữu Tại vẫn là đi thăm viếng trưởng môn Tử Kim Động Cung Lâm Sách một chuyến, đến nơi này không đi chào hỏi thì tệ quá. Cung Lâm Sách khó tránh khỏi hỏi ông ta, Nưu Hữu Đạo gọi ông ta đến để làm gì? Sự việc chưa được chứng thực, Bành Hữu Tại cũng không tiện nói lung tung gì, bằng không chính là rước thêm phiền phức cho bản thân mình, chỉ nói Nưu Hữu Đạo có ý lôi kéo ông ta. Đối với việc này, Cung Lâm Sách có điều nhắc nhở, nói gần nói xa đều ám chỉ ông ta và Nưu Hữu Đạo giữ khoảng cách. Trải qua lần này, Bành Hữu Tại coi như nhận ra nhiều hiếu đạo và nội bộ tử kim động đã có tranh giành, nói là tranh quyền đoạt lợi cũng không quá đáng, kết quả cuối cùng cũng không ngoài ba loại, hoặc là cái này áp đảo cái kia, hoặc là cái kia áp đảo cái này, hoặc là rằng co không xong. chương 1330, núi đuôi nhau mà tới khai. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nơi có người đều như vậy, nội bộ thiên ngọc môn của ông ta cũng không phải hòa hợp êm thấm, người có chút ý nghĩ đều đang tranh thủ lợi ích của mình. Sau khi rời khỏi tử kim động, trở về ngược lại thoải mái không ít, sử dụng phi cầm cỡ lớn mà Nưu Hữu đạo tặng. Tất nhiên nhận cũng đã nhận rồi, tại sao lại không dùng? Chỉ là nhận trọng lễ này không có niềm vui vốn có, trên đường đi ngược lại vì tương lai của Thiên Ngọc môn mà lo lắng. Bành Hữu tại vừa đi, Nưu Hữu đạo lập tức nghĩ mật thư, sắp xếp gửi ngược lại cho đại tư không của kinh thành bây giờ Cao Kiến Thành, một số việc bên phía Bắc Châu vẫn cần Cao Kiến Thành phối hợp. Ngay lúc mật thư vừa gửi đi không bao lâu, lại có khách đến trưởng môn vạn động thiên phủ tư đồ diệu phong trần mệt mỏi chạy đến. Ông ta không phải do nghiêu hữu đạo mời đến, mà là sau khi biết tin chủ động chạy đến chúc mừng. Sở dĩ chạy đến cũng là bởi vì trong lòng bất an, thực tế vạn thiên động phủ chung một phe với nghiêu hữu đạo quá lâu rồi, đã có chút giản nứt không rõ. Đặc biệt là khi Thương Triều Tông kêu gọi tụ tập thiên binh vạn mã đối đầu với ba đại phái nước Yến, tham dự vào việc bảo vệ nghiêu hữu đạo trọng thương, về sau lại lừa gạt ba đại phái có việc chuồn đi, đây rõ ràng là đối nghịch với ba đại phái trên trán đã in dấu thật sâu ba chữ nghiêu hữu đạo vạn động thiên phủ vùi lấp quá sâu thêm vào thế lực nam châu ở ngay bên cạnh chỉ cần nghiêu hữu đạo còn sống một ngày vạn động thiên phủ đã không còn quá nhiều sự lựa chọn hơi nghĩ một chút cũng biết được nghiêu hữu đạo sẽ không dễ dàng để cho vạn động thiên phủ thoát khỏi sự khống chế lần này đến là muốn tìm hiểu một chút muốn xem xem tình hình của nghiêu hữu đạo phía bên này có thể ổn định cục diện hay không nước triệu diệt phong danh sưng trưởng công chúa kia của hải như nguyệt cũng bãi bỏ rồi tự mình căn dặn thuộc hạ bên dưới đừng xưng hô như thế kia nữa kim châu bây giờ đã trở thành lãnh thổ của nước yến nguyên nhân do ngưu hữu đạo một cách tự nhiên thuộc về phạm vi thế lực của tử kim động vạn động thiên phủ cũng trở thành môn phái nội cảnh nước yến đạo gia chúc mừng chúc mừng bây giờ hẳn là đổi cách xưng hô nghiêu trưởng lão rồi vừa vào cửa viện từ đồ rượu liền ha ha cười lớn chắp tay từ phía xa đâu chỉ đổi cách xưng hô thành như trưởng lão hai chữ đạo gia mang theo phía trước liền thấy được đầu mối trước đây cũng chưa bao giờ xưng hô với nghiêu hữu đạo là đạo gia nghiêu hữu đạo mỉm cười một tay chỉ ông ta nói hai chữ cùng vui tư đồ rượu cuống quyết đồng ý đúng 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 từ nay về sau có nghiêu trưởng lão chiếu cố đối với vạn động thiên phủ ta mà nói dĩ nhiên là một việc vui nghiêu hữu đạo trước tiên mời ông ta vào trong sau khi ngồi xuống mới nói nghe nói thái hậu thương ấu lan của nước triệu kia bây giờ đang an thân ở bên cạnh hải như nguyệt đúng vậy hẳn là nước triệu diệt phong rồi trong lòng khó chịu, căn cứ theo báo cáo từ bên dưới, thường hay gào khóc. Từ đồ diệu kể lại tình hình một chút, thấy nghiêu hữu đạo quan tâm người này, liền thử do xét nói, chẳng lẽ đạo gia có ý kiến gì với lão phu nhân này, cảm thấy ở lại bên đó không thích hợp. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, đã không quyền không thế, nói như thế nào cũng là bà cô của Dung Thân Vương, lại là mẹ ruột của Hải Như Nguyệt, tiếp tục không khách khí với bà ta cũng có chút không nói được, ta cảm thấy Hải vô cực tuy là chạy rồi, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không quan tâm người mẹ này đi. Tư đồ diệu hiểu ý của hắn, đạo ra là muốn để ta bên này nhìn chằm chằm bà ta. Như hữu đạo hơi gật đầu, ta và ba đại phái nước triệu có thể nói là đã kết thâm thù đại hận, một đám cao thủ chuồn đi, không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện là một số việc gây bất lợi đối với ta, nên diệt cỏ tận gốc. Đúng vậy, nên diệt trừ tai hỏa về sau. Tư đồ diệu gật đầu phụ hỏa như hữu đạo, theo dõi chặt chẽ, xem có thể tìm ra chút manh mối nào để đào ra tung tích của những người kia hay không nhớ kỹ trước mắt đây là cơ hội duy nhất để chúng ta tìm ra những người kia tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ tư đồ diệu yên tâm ta sẽ sắp đặt kín đáo sau đó hai người ở trong nhà trò chuyện hồi lâu tư đồ diệu có ý thăm dò thực hư ngưu hữu đạo cũng có ý làm ông ta yên lòng xong chuyện tư đồ diệu trái lại không vội quay về dưới lời mời của ngưu hữu đạo ở lại ngủ một đêm đồng thời như hữu đạo bày tỏ trở về tặng ông ta một con phi cầm cỡ lớn, tránh phải bôn ba qua lại phiền hà. Tư đồ rượu đương nhiên là vui vẻ không thôi, liên tục cảm ơn. Sau khi dẫn từ đồ rượu xuống dưới sắp xếp ổn thỏa, quản phương nghi lập tức nổi đoá, hai con phi cầm chờ người cứ như vậy tặng đi rồi, không ẩm ý tới nơi tới trốn với nghiêu hữu đạo mới là lạ. Bà ta bẻ đầu ngón tay đi tìm nghiêu hữu đạo tính sổ, nói cho nghiêu hữu đạo, bên này thật sự không còn nhiều tiền, lần trước vì cứu thương Thục Thanh và Tiểu Vương ra, thoáng cái dùng hết nhiều thiên kiếm phù như vậy, thật sự là dốc hết vốn liếng rồi, ngay cả vốn liếng bà ta để giành được ở phù phương viên cũng lấp vào trong đó. Trước mắt, không nói một số người cần nuôi ở bên cạnh, chỉ riêng ngũ lương sơn nhiều người như vậy đã không phải là con số nhỏ, những người đó đều coi quản phương nghi là bà chủ, đều là vươn tay xin bà ta tiền. Nghiêu hữu đạo hết lần này đến lần khác tiêu xài vô độ, phi cầm chờ người nói tặng liền tặng, bà ta làm sao có thể không nổi nóng. Nghiêu hữu đạo nói sau này tính tiếp, quản phương nghi lại nhảy không ngừng, hắn liền mượn cớ có việc, gọi văn mặc nhi ra ngoài đi dạo. Hứa lão lục kéo quản phương nghi tức đến dậm chân lại, khuyên bà ta, đại tỷ, đạo gia là người làm chuyện lớn, làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Cần ngươi đến dạy ta sao? Quản phương nghi xem thường, sau một hồi quắc mắt dựng ngược lông mày, lại dịu dàng thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận, tận mắt nhìn thấy như hữu đạo liên tiếp sắp đặt một màn này đến một màn khác, căn bản không phải là việc mà bọn họ có thể đùa giỡn ra được. Kỳ thực bà ta cũng biết, có những việc không thể lấy tiền ra để mà đánh giá, nhưng mà bà ta chính là tức giận, tên khốn đó luôn nói đồ vật là của bà ta. Quay đầu lại nhìn thấy thương thục thanh lẻ loi đứng ở ngoài cửa, không biết đang nhìn cái gì, quản phương nghi hất hứa lão lục ra đi qua bên đó, đi đến bên cạnh thương thục thanh cũng không thấy nàng có phản ứng, dáng vẻ ngơ ngác thất thần. Bà ta nhìn theo hướng mà thương thục thanh nhìn, chỉ thấy như hữu đạo và văn mặc nhi đang ở trên sườn núi chỉ bốn phía cười cười nói nói dáng vẻ rất vui vẻ mà trong mắt thương thuộc thanh là một sự mất mát mà phụ nữ đều hiểu. Quận chúa, nhìn gì vậy? Quản phương nghi cười khanh khách hỏi, thương thuộc thanh vội vàng lấy lại tinh thần, tìm lời che đậy, đệ tử tử kim động ở bên cạnh đạo gia kia dáng rất thật xinh đẹp, hình như nàng ta sống ở đây, là người của đạo gia sao? Nhìn thấy bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo có người phụ nữ xinh đẹp như vậy chuyện trò vui vẻ với Nhiêu Hữu Đạo, muốn không dẫn đến sự chú ý của nàng cũng khó. Quản Phương Nghi, nàng ta a à, nàng ta tên là Văn mặc Nhi, là nghĩa nữ của cung trưởng môn. Không giấu gì quận chúa, trước đây cung trưởng môn muốn để văn mặc nhi này gả cho đạo gia, có điều bây giờ hoàn toàn không đùa được nữa rồi, hai người tranh lệch bối phận, đã không còn khả năng nữa rồi, bây giờ là tử kim động phái nàng ta đến để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của đạo gia. Nói đến là đạo gia nhìn xa trông rộng, ban đầu nếu như lấy văn mặc nhi này, nguyên nhân bối phận, thì cũng không làm được chức trưởng lão tử kim động hiện nay. chương 1331, học không nổi, không cách nào học. Thương thuộc thanh ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là như vậy. Quản phương nghi ngó nhìn phản ứng của nàng, trong lòng âm thầm thở dài, cảm thấy bản thân không nên giải thích kỹ như vậy, tuy rằng khiến cho vị này an tâm rồi, nhưng để cho nha đầu mốc này hy vọng chính là làm hại nàng. Vẫn là câu nói đó, vị quận chúa này trông như vậy, đạo gia không có khả năng có ý nghĩ gì với nàng. Có một số việc cũng không thể trông mặt mà bắt hình rong, nhưng mặt này dù sao cũng là hiện thực bày ra trước mắt, bất kể là ai cũng phải đối mặt đặc biệt là phụ nữ, trong mối quan hệ hôn nhân ở một mức độ nào đó phải xứng đôi với thân phận địa vị của nam nhân, đây cũng là hiện thực. Đạo gia bây giờ, thân phận địa vị càng ngày càng cao, thêm vào đó tuổi trẻ tài cao, thiên hạ này chỉ sợ không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn kết nhân duyên với hắn, không đến lượt vị quận chúa này. Bây giờ cũng sẽ không có ai mở miệng giúp vị quận chúa này tác hợp, nói thẳng ra, chỉ cần là không ngủ cũng đều có thể nhìn thấy được, tranh lệch quá lớn rồi, không xứng với đạo gia. Phan Mặc Nhi nói chuyện vui vẻ với đạo gia, đảo đôi mắt đẹp, mắt sáng dạng người rực rỡ, trong lòng lại có vài phần buồn bã. Ban đầu cung Lâm Sách để nàng ta tiếp cận Nưu Hữu Đạo, trong lòng nàng ta vô cùng bài xích, nhưng nàng ta không có lựa chọn khác. Sau khi chính thức tiếp xúc, quen thuộc, hiểu rõ con người này, làm gì có người phụ nữ nào không thích nam nhân ưu tú chứ? Nưu Hữu Đạo so với bất cứ đệ tử nào của Tử Kim Động mà nàng ta từng gặp qua đều ưu tú hơn, hơn nữa không chỉ ưu tú một chút mà là rất ưu tú, huống hồ chi tướng mạo cũng rất được. Sau khi nàng ta đã đồng ý, thậm chí sau khi chủ động, kết quả lại hữu duyên vô phận, trong lòng để lại sự tiếc nuối sâu sắc. Giống như Quản Phương Nghi nói, bối phận hai người tranh lệch định sẵn là không thể nào. Nếu như Nghiêu Hữu Đạo và Cung Lâm Sách chỉ là quan hệ sư huynh đệ ngang hàng, có lẽ còn có cách thay đổi, nhưng nàng ta và Cung Lâm Sách còn có một tầng quan hệ khác, nàng ta là nghĩa nữ của Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách sẽ không để ý đến cảm nhận của nàng ta, điều quan trọng là đã kéo nghiêu hữu đạo gia nhập tử kim động đã đạt được mục đích ý kiến của văn mặc nhi đã không còn quan trọng ba người phí trường lưu phải chạy trở về bố trí chứng thực việc nghiêu hữu đạo dặn dò không tiện tiếp tục ở đây chậm trễ thêm phượng nhược nam cũng không bỏ được con của mình liền cùng ba vị trưởng môn trở về hỏi thương thục thanh có muốn cùng trở về hay không thương thục thanh không muốn đi muốn ở lại nơi này nơi này cũng không ai có thể đuổi thương thục thanh đi nàng cứ ở lại như vậy Phượng Nhược Nam hiểu rõ tâm tư của Thương Thục Thanh, cũng có chút không biết làm như thế nào, cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ có thể thở dài trong lòng mà đi. Lúc trạng vạng, lại có khách đến, hơn nữa là khách mà Nhiêu Hữu Đạo không nghĩ đến. Sau khi người ở ngoài nước nghe được tin, có người chạy đến chúc mừng, phù hoa, lãng kinh không, đoạn vô thường, hồng cái thiên cùng nhau đến. Đại tỷ, ba vị huynh trưởng, cơn gió nào thổi mọi người đến đây rồi. Nhiêu Hữu Đạo đương nhiên là vui mừng đón khách, hơn nữa là đích thân đến ngoài sơn môn tử kim động đón khách đệ đệ a à, chúc mừng chúc mừng nha phù hoa tươi cười như hoa không quan tâm đến sự khác biệt nam nữ nắm lấy cánh tay của ngưu hữu đạo dáng vẻ quan hệ vô cùng thân thiết ngưu hữu đạo mời khách vào trong dọc đường đi giữa các huynh đệ kết bái cười nói rất vui trên đường thỉnh thoảng có đệ tử tử kim động nhìn về phía bên này không ít đệ tử tử kim động cũng chưa gặp qua ngưu hữu đạo tử kim động cũng chưa tụ tập đệ tử cố ý làm quen với ngưu hữu đạo mặc dù như vậy tin đồn cũng nghe qua rồi đều biết nghiêu hữu đạo trở thành trưởng lão tử kim động thấy bên hông nghiêu hữu đạo rũ xuống băng gấm tượng trưng cho thân phận cũng biết hắn là ai rất nhiều đệ tử tử kim động xì xào bàn tán trẻ như vậy a à, có nữ đệ tử trông rất bất ngờ đừng coi người ta trẻ tuổi nghe nói người này rất là lợi hại trong lời nghị luận có kẻ đố kỵ có người ngưỡng mộ mao lư biệt viện tiếp đãi khách đương nhiên là không tránh khỏi rượu ngon món ăn ngon trưởng lão vạn động thiên phủ tư đồ rượu ở lại cũng cùng lộ diện tiếp khách màn đêm buông xuống sao lốm đốm đầy trời ngoài nghị sự đại điện cung lâm sách đứng chắp tay nói chuyện với nghiêm lập việc cần nói là chuyện dặn dò ngày mai rời đi phiêu miếu các hẹn gặp cung lâm sách ngày mai phải đi đến phiêu miếu các đoán chừng là muốn gạch bỏ tên địa vị của ba đại phái nước triệu xếp trong phiêu miếu các dự đoán người của tân tần cũng chính là thương ngọc muốn xếp trong phiêu miếu các việc thương ngọc xếp vào đoán chừng không khó thông qua hiểu nguyệt các trước đây là tổ chức sát thủ không sai từng làm qua không ít việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng cũng không sai, nhưng người ta đảo mắt đã rửa sạch rồi. Hiểu Nguyệt Các chiếm nhiều địa bàn như thế, từ nay về sau các nơi đều muốn giao thiệp với Hiểu Nguyệt Các, cho dù là xem lợi ích trước mắt, một số việc trước đây sẽ không có ai tiếp tục truy cứu. Văn Mạc Nhi đến rồi, đi đến bên dưới bậc tam cấm bẩm báo, bên trong Mao lưu Biệt Viện vẫn đang nâng ly trò chuyện vui vẻ, yến tiệc vẫn chưa tan. Sau khi cung lâm sách khoát tay ý bảo nàng lui xuống, hư lạnh một tiếng, vị như trưởng lão này của chúng ta cũng thật bận rộn a à, ngay cả đám yêu ma quỷ quái ngoài nước kia cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Nghiêm lập cười khổ, không có gì lạ, mấy yêu ma quỷ quái này trên danh nghĩa đều là huynh đệ kết bái của hắn. Cung lâm sách khinh thường, cái gì mà huynh đệ kết bái, lừa mình dối người thôi, loại quan hệ này chính là một trò cười, người còn tưởng thật hay sao. Nghiêm lập trầm ngâm nói, lúc ở bí cảnh thiên đô, tiếp xúc với nhiều hữu đạo, hắn thường nói một câu, nói gì mà. Giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi là đường, giao là bằng hữu. Trước đây ta cũng chính là nghe qua hoàn chỉnh, bây giờ suy nghĩ lại, ngược lại là có ý nghĩ sâu xa khác. Cung lâm sách hồ một tiếng, nói như thế nào? Nghiêm lập, như hữu đạo cũng không ngốc, hắn thật sự là người thông minh, chẳng lẽ hắn không biết loại quan hệ này không đáng tin? Nhưng hắn vẫn làm như thế, cho dù là khiến người khác chê cười. Không nói những cái khác, chỉ nói trước mắt. Sau khi trưởng môn, các đại phái của bảy nước những người khác vinh dự trở thành trưởng lão, đám yêu ma quỷ quái ở ngoài nước kia sẽ phái người đến chúc mừng sao? Sẽ không, Cung Lâm Sách hơi nhíu mày, dường như hiểu được chút gì đó. Tu sĩ trên lục địa thế lực lớn, đám người yêu ma quỷ quái ở nước ngoài kia có không ít người đều bị thế lực trên lục địa trục xuất ra ngoài nước, đám tu sĩ trên lục địa tự cho mình là danh môn chính phái, từ trước đến nay xem thường đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia mà đám yêu ma quỷ quái kia chỉ cần không phải bị tình hình bức bách cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ đương nhiên sẽ không chủ động hạ thấp bản thân chạy đến chúc mừng các loại nghiêm lập cũng chỉ có nghiêu trưởng lão chạy đến chúc mừng nghiêu hữu đạo không tính là động tác hạ thấp bọn họ là huynh đệ kết bái là việc danh chính ngôn thuật không mất mặt chẳng lẽ nghiêu hữu đạo không biết chuyện đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia muốn tách bí cảnh thiên đô ra rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết hắn biết nhưng hắn vẫn xếp đặt yến tiệc chiêu đãi ăn uống no say như cũ cho bọn họ đủ mặt mũi. Không có cái gật đầu của đương gia Tứ Hải, bốn tên này sẽ không chạy đến chúc mừng. Trước đây người của Tứ Hải có lẽ sẽ không đặt Ngưu Hữu Đạo vào mắt, nhưng thân phận của Ngưu Hữu Đạo hiện giờ không giống như lúc trước nữa, quà mừng đưa đến lần này có lẽ không nhẹ. chương 1332, Lão Phu không thể khước từ, chỉ có thể ra tay. một Trường Môn, nếu như tử kim động ta ở nội cảnh Tứ Hải, yêu ma quỷ quái của Tử Hải chưa chắc sẽ nhượng bộ, nhưng nếu như là Ngưu Hữu Đạo mở miệng, chỉ cần không phải là việc lớn có liên quan đến lợi ích một số việc phiền phức cần giải quyết như Hữu Đạo chỉ cần lên tiếng kêu gọi liền có thể giải quyết không vì cái gì khác bởi vì Như Hữu Đạo và bọn họ là huynh đệ kết bái cho Như Hữu Đạo mặt mũi không là nhận thua không mất mặt nói ngược lại nếu ở nội cảnh tứ hải Như Hữu Đạo muốn gây phiền phức cũng chỉ việc lên tiếng kêu gọi trưởng môn một khi từ kim động ở bên phía tứ hải có việc gì quyền lên tiếng nằm trong tay Như trưởng lão tên này cánh chim ngày càng to lớn cung lâm sách nhíu mày tấm tắc hồi lâu đột nhiên quay đầu nói nếu đã có tác dụng đáng để học tập chúng ta cũng có thể học theo một ít Nhiêm lập cười khổ buông tay không học nổi không cách nào học được để từ từ kim động ta tìm người kết bái bình thường sao ai cũng sẽ đều cảnh giác đối tượng kết bái sẽ không đồng ý nhưng nhiều hữu đạo không giống như vậy nổi tiếng bên ngoài ai cũng đều biết hắn thích kết bái một lời hợp nhau liền kéo người đi kết bái mặc cho đủ hạng người hoặc là bạn hoặc là thù phong cách hắn hết bạn trước sau như một, một chút cũng không chú ý. Hơi suy xét, hình như là có chuyện như vậy, cùng lâm sách rất là cạn lời, nói thật, trước đây ông ta thật sự không có nghĩ đến việc này. Ông ta vẫn luôn cho rằng, thậm chí là khinh thường, tin tưởng phần lớn những người khác cũng như vậy, đều sẽ cảm thấy việc kết bái của Ngưu Hữu Đạo là trò cười. Nhưng nếu như thật sự phát sinh chuyện mà nghiêm lập nói kia, những người coi đó là trò cười, bao gồm cả ông ta ở trong đó, còn có thể cười hay sao? còn có thể coi những việc nghiêu hữu đạo làm là trò cười hay sao? E là phải nực cười vì bản thân vô tri. hôm nay ngược lại là được nghiêm lập làm cho thức tỉnh, cung lâm sách quay đầu lại nhìn về phía nghiêm lập, có chút ngoài ý muốn, ông ta hiểu rõ nghiêm lập, từ khi nào trở nên tốt như vậy. Xem ra nghiêm sư đệ suy xét như trưởng lão rất là sâu sắc. Cung lâm sách hỏi, nghiêm lập vẫn là dáng vẻ cười khổ như cũ, không phải là ta muốn suy xét hắn, mà là ở bí cảnh thiên đô cùng hắn chung sống tận mắt nhìn thấy một số việc tình cảnh khi đó hắn đã bị toan như lai ép đến đường cùng kết quả hắn sống sót ra ngoài không những sống sót mà còn lấy được hạng nhất ngay từ đầu ai có thể tin tưởng hắn có thể lấy được hạng nhất dưới tình trạng đó cũng không thể giết chết hắn hắn không phải dựa vào võ lực để tự bảo vệ mình quá trình chính mắt ta nhìn thấy một số việc xảy ra trong lúc đó đến bây giờ ta cũng không hiểu được mỗi lần dưới tình hình không thể thoát thân không ai biết được hắn làm thế nào để thoát thân người như thế có thể đơn giản sao nói thật lòng nhất cử nhất động của hắn bây giờ đến sẽ dẫn đến sự hoài nghi của ta, trước đây mọi người chèn ép hắn, ta rất nghi ngờ, chúng ta thật sự chiếm được tiện nghi sao. Cung lâm sách, người nghi ngờ có vấn đề, nghiêm lập, có vấn đề hay không ta không biết, ta cũng không nhìn ra vấn đề ở đâu, hắn dường như không có sự lựa chọn, ta chỉ là cảm thấy. Nói một câu khó nghe, ta nghi ngờ đầu óc mấy người chúng ta quấn chung với nhau cũng chưa chắc tốt được như đầu óc của hắn, loại người này như hắn có thể dễ dàng chịu thiệt như vậy hay sao? Ta rất nghi ngờ, cung lâm sách cao mày không nói. Sáng tinh mơ, sau khi rửa mặt quản phương Nhi mở cửa ra ngoài, đang phe phẩy quạt tròn làm điệu làm bộ, sau khi nhìn thấy thương thục thanh ở trong đình viện lẻ loi đứng đó lung túng hỏi thăm, bà ta sửng sốt một chút, liếc nhìn gian phòng của Ngưu hữu đạo đóng chặt cửa. Quản phương Nhi cũng gật đầu cười cười hỏi thăm, sau đó bước nhanh dọc theo hành lang dưới mái hiên đi đến phòng Ngưu hữu đạo. Gõ cửa đi vào, nói với Ngưu hữu đạo khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, đạo ra, quận chúa đợi ở bên ngoài nghiêu hữu đạo mở mắt im lặng một hồi sau đó đứng dậy chậm rãi đi đến ngồi xuống trước bàn trang điểm quản phương nghi lập tức quay trở ra cửa vẫy tay nói quận chúa đạo gia thức dậy rồi thương thục thanh lúc này mới im lặng đi đến dưới mái hiên bước lên bậc thềm nâng váy cất bước đi vào trong nhìn thấy nghiêu hữu đạo đã ở trước bàn trang điểm liền giống như quen với nếp cũ đi qua đó cầm lấy cây lược ở trên bàn trang điểm trong tay bắt đầu trải tóc cho nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo đối diện với gương đồng nhắm mắt ngồi im Quản Phương Nghi lại vội vàng mở từng cánh cửa sổ, không ngừng liếc trộm về phía bàn trang điểm, sau khi toàn bộ cửa sổ mở ra lại phe phẩy quạt tròn lắc eo điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Trước bàn trang điểm yên tĩnh, cảm giác quen thuộc ấy từ lọn tóc truyền đến, khiến cho lòng người thoải mái dễ chịu, như hữu đạo nhắm mắt không nói lời nào. Trải vuốt sợ tóc dài trơn trong tay, nghĩ đến bộ dáng thương nặng tóc tai bù xù lúc ban đầu khi Ngưu Hữu Đạo cầu xin nàng, trong lòng thương thuộc thanh cuồn cuộn, tâm tình nhiều lần có cảm giác mất khống chế, trong lòng thực ra có rất nhiều lời muốn nói, lời nói nội tâm lúc trước từng bộc lộ với thương triều tông, nàng bỗng nhiên rất muốn nói cho Ngưu Hữu Đạo. Nhưng mà nhìn thấy bản thân mình trong gương đồng, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí kia của mình, lại buồn bã ủ rũ, cuối cùng là không có nói ra, nín nhịn đến cuối chỉ là nhẹ nhàng một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, đạo ra, vết thương đã khỏi hết chưa. Đây là lời nói nhảm, hoàn toàn là kiếm chuyện để nói, khi vừa mới đến bên này, chị dâu Phượng Nhược Nam của nàng đã hỏi qua, nghiêu hữu đạo cũng trả lời qua nghiêu hữu đạo ừng một tiếng chầm chậm mở mắt ra nhìn vào nàng ở trong gương đột nhiên nói một câu quận chúa cô cứ trải đầu cho ta như thế này cũng không hay động tác trong tay của thương thục thanh cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía người trong gương hỏi có phải là thanh nhi làm không tốt chỗ nào không đúng ngài có thể chỉ ra ta sẽ sửa nghiêu hữu đạo thở dài ta không phải ý này quận chúa tuổi tác cô đã không còn nhỏ nữa cứ như thế này truyền ra ngoài sẽ không tốt sẽ ảnh hưởng đến người mà cô gả, cô cũng nên lấy chồng rồi. Lời hắn nói đã nói đến vô cùng khéo léo, nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải thương thuộc thanh trông như vậy, có những lời hắn cũng là nói thẳng, chính vì thương thuộc thanh trông như vậy, hắn sợ nói quá thẳng thắn sẽ tổn thương người. Người bình thường chịu chút đả kích không sao, người không bình thường chịu chút đả kích có thể sẽ không gượng dậy nổi, hại hắn cũng luôn do dự có nên dứt khoát cắt đứt hay không. Thương Thục Thanh hơi cúi đầu, đạo gia nghĩ nhiều rồi, Thanh Nhi không muốn lấy chồng nghiêu hữu đạo quận chúa không bệnh khỏe mạnh là một nữ nhân làm sao có thể không muốn lấy chồng thương thục thanh dáng vẻ ta xấu xí không ai để ý đến dựa vào thân phận địa vị cưỡng ép người khác không cần thiết nghiêu hữu đạo ta nghe nói có người không cần cưỡng ép nghe bảo thủ hạ của vương ra có vị lý tướng quân rất được hình như vương phi cũng từng làm trung gian mai mối cho cô nếu như người không tệ có thể cân nhắc một chút tình hình bên phía vương phủ kia hắn nắm rõ như lòng bàn tay thương thục thanh tiếp tục bận rộn với việc trong tay ta không muốn gả cho người tái hôn một câu nói liền ngăn chặn nghiêu hữu đạo đến không còn lời để nói đợi một lúc lại nói đàn ông chưa kết hôn cũng nhiều đàn ông tốt vẫn có quận chúa có thể quan sát nhiều thêm một chút nếu như có người thích hợp hoặc hợp ý ta đích thân làm mai mối nhất định thúc đẩy hắn đột nhiên cảm thấy đầu tóc bị nắm chặt da đầu có chút xoắn lại cũng cảm nhận được hô hấp phía sau có chút hỗn loạn chỉ nghe thấy lời nói của thương thục thanh có vẻ run rẩy nếu như thanh nhi nói ra một người đạo gia thật sự sẽ nhất định thúc đẩy sao. chương 1333, Lão Phu không thể khước từ, chỉ có thể ra tay. Hai, lời này vừa nói ra, nhiều hữu đạo cảm thấy không ổn, ho khan một tiếng nói, là ta hồ đồ rồi, loại chuyện này cần phải ngươi tình ta nguyện, không thể cưỡng ép, làm sao có thể nói nhất định thúc đẩy, là ta nói sai rồi. Một câu hai ý nghĩa, thương thục thanh lại cúi đầu trải tóc dài trong tay, thấp giọng nói cảm ơn đạo gia quan tâm, thanh nhi không muốn lấy chồng. Nghiêu hữu đạo còn có thể nói gì nữa? Qua một hồi lâu, thương thục thanh lại hỏi, đạo gia có ý chung nhân chưa? Nghiêu hữu đạo có. Giang ngà thương thục thanh cắn cắn môi, yếu ớt hỏi, thanh nhi có thể biết là ai không? Không muốn nói, đã lâu không gặp rồi. Nghiêu hữu đạo líu díu chậm rãi nhắm mắt, không tiếp tục lên tiếng. Cửa mở, quản gia phạm chuyên chờ đợi ở trong đình viện lập tức đi đến cửa, chỉ thấy hai người vợ đẹp đang giúp cao kiến thành sửa sang lại sau khi thức dậy mới mặc y phục, không có làm bừa. Tướng gia. Phạm chuyên đứng ở cửa gật đầu ra hiệu một chút, Cao Kiến Thành hiểu ý, biết có việc liền phất tay ra hiệu hai người phụ nữ lui xuống. Phạm chuyên lúc này mới đi đến, từ trong dây lưng móc ra một phần mật thư, đạo ra gửi thư đến. Đối với việc Nhiêu Hiểu đạo trở thành trưởng lão tử kim động, bên này trước đó đã nhận được tin, Cao Kiến Thành vì thế còn từng cảm khái qua, phát hiện lo lắng lúc trước quá lo xa rồi, vị đó sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui, không lo lắng mâu thuẫn trong lúc đó cùng với ba đại phái sau khi nhận thư xem qua cao kiến thành xoay người đi đến bên cạnh giá cắm nến đích thân đốt đi bức thư nhìn ánh lửa trong tay chân mày nhíu sâu phạm chuyên đã xem qua bức thư trước đi đến bên cạnh thấp giọng nói tướng ra chuyện này e là không dễ làm a à. ném xuống cho tàn trong tay cao kiến thành chắp tay lưỡng lự hồi lâu cuối cùng dừng bước sau khi nhắm mắt suy tư một hồi mở mắt lại híp mắt nói hắn đối với chúng ta phía bên này vẫn luôn cẩn thận bảo vệ không phải là việc quan trọng sẽ không tùy tiện bắt đầu sử dụng chúng ta phía bên này lên tiếng rồi thì nhất định là việc quan trọng lão phu không thể khước từ chỉ có thể ra tay nói rồi quay người đi ra ngoài sau khi dùng xong bữa sáng rời phủ ngồi một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến hoàng thành tham gia tảo triều trong triều đình phía dưới đế vương đứng hàng cấp cao nhất bách quan nghị sự xong xuôi sau khi bãi triều cao kiến thành để một tên thái giám thông báo đơn độc cầu kiến hoàng thượng thương kiến hùng trong ngựa thư phòng quân thần hai người gặp nhau, tâm tình thương kiếm hùng không tốt, cảm xúc hiện ở trên mặt. Cao Kiến Thành hỏi dò, bệ hạ có phải là bởi vì việc nghiêu hữu đạo trở thành trưởng lão tử kim động mà phiền não? Thương kiến hùng từ sau ngự án vỗ tay vịn đứng dậy, lách qua bàn, dạo bước đi đến bên cạnh ông ta, nghiêm mặt nói, như tặc lắc mình biến hóa, thân phận địa vị bây giờ, muốn động đến hắn càng khó hơn, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội nào. Thương Triều Tông có hắn chống lưng rồi, lắc đầu, họa lớn a. Cao Kiến Thành thấp giọng nói, chúng ta không động nổi hắn, không có nghĩa là ba đại phái tự mình không động nổi hắn. Thương Kiến Hùng nhất thời hứng thú, đại tư không có Cao Kiến gì. Cao Kiến Thành nói, lão thần nhận được tin tức, bên phía Bắc Châu, trưởng môn Thiên Ngọc môn Bành Hữu tại đi tử Kim Động, đã gặp mặt Ngưu Hữu Đạo, còn có Vương Phi Dung thân vương làm bạn, Bành Hữu tại còn nhận trọng lễ của Ngưu Hữu Đạo, hai bên có lẽ đã chung một thuyền. Thương Kiến Hùng không hiểu, việc này quả nhân biết thì có thể làm gì? Hoàn toàn bó tay. Cao Kiến Thành, bên phía Bắc Châu, có không ít quan viên triều đình phái đi, những năm gần đây cũng nhận được không ít thư tố cáo tội trạng của những quan viên kia, có thể phái người đi làm theo y chang, sau khi kiểm chứng từng việc một, tội trạng thế nhưng để lộ cho Thiệu Đăng Vân. Thương Kiến Hùng càng ngày càng không hiểu, vì sao phải để lộ cho Thiệu Đăng Vân. Cao Kiến Thành, Bành Hữu Tại và Thiệu Đăng Vân đều thành người của Ngưu Tặc, dường nằm thì há lại để cho người khác ngủ say xưa, một chỉ cần có lý do động thủ, bên phía bắc châu rất có thể sẽ ra tay xử lý quan viên triều đình phái đi một giường nằm thì há lại để cho người khác ngủ say sưa ý chỉ không để người khác xâm phạm đến lợi ích của bản thân thương kiến hùng bắc châu dám hành động thiếu suy nghĩ sao những người đó ít nhiều gì cũng có dính dáng đến ba đại phái nói đến đây giật mình dường như hiểu ra được chút gì đó ý của đại tư không là cao kiến thành gật đầu bất động thì tất thảy như cũ cũng không tổn thất gì nếu như động rồi thì kích thích mâu thuẫn của Ngưu Tạc và ba đại phái, một việc không thể trở mặt, sau đó tùy thời lại thêm vài việc, sớm muộn khiến ba đại phái và Ngưu Tạc hoàn toàn trở mặt. Thương Kiến Hùng Trần Trừ, thật sự động rồi, há chẳng phải tiện nghi cho Ngưu Tạc, cho hắn cơ hội khống chế toàn bộ Bắc Châu. Cao Kiến Thành, Bệ Hạ, Thiệu Đăng Vân và Bành Hữu tại đều trở thành người của Ngưu Tạc, có được hai người họ thao túng song song, Bắc Châu đã là Bắc Châu của Ngưu Tạc. Nếu đã như vậy, xem xem có thể làm suy giảm tới lợi ích của một ít người trong ba đại phái hay không, khiến những người đó và nghiêu Hữu Đạo thành hai thế đối địch. Thương Kiến Hùng hơi nhíu mày, khóe mắt nhảy lên, xem xem vị cựu thần ở trước mắt này nhiều thêm một chút, phát hiện lão già này đủ hung ác, vì báo mối thù giết con, lại không tiếc tính mạng của nhiều quan viên triều đình như vậy, có điều rất hợp ý ông ta. Trưởng lão Tử Kim động, trong hiên các, Thiệu Bình ba cầm trong tay tình báo tình hình cụ thể nước tấn mà tổ chức khắc thủy đài đưa đến, không nhịn được líu than thở một tiếng. Mấy ngày trước y đã nhận được tin tức, sau đó lập tức yêu cầu điều tra tường tận. Nội tình kỹ càng thật sự và quá trình cụ thể nhất thời khó mà đạt được, nhưng một số tình hình bây giờ có dược đã đủ để y đưa ra phán đoán nhất định. Trong lòng y phiền muộn, nhớ năm đó, như hiểu đạo có là cái thá gì, so với y cách xa một trời một vực, một ánh mắt của y không đúng liền đủ để như hữu đạo chạy chối chết, nhưng hôm nay, y bị bỏ rơi lại phía sau vẫn luôn dậm chân tại chỗ, mà như hữu đạo đã trở thành trưởng lão tử kim động trên tay còn nắm giữ quyền lực khổng lồ. Trong lòng nhất thời hiện lên một tia hối hận, nếu như sớm biết Hiểu Nguyệt Các muốn dựng nước, ban đầu không bằng tham gia vào Hiểu Nguyệt Các, vậy thân phận địa vị của y bây giờ đương nhiên sẽ khác. Tia hối hận này rất nhanh lại bị y ép xuống, nếu như ban đầu gia nhập vào Hiểu Nguyệt Các, Nghiêu Hiểu Đạo sau đó nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết chết y, nếu như lấy phối hợp Hiểu Nguyệt Các khởi binh để uy hiếp, Hiểu Nguyệt Các còn không biết sẽ làm ra chuyện hoang đường gì đối với y đây, quá nguy hiểm rồi, vẫn là nương nhờ vào nước tấn ổn thỏa hơn. Bây giờ muốn động vào hắn càng khó hơn rồi. Thiệu Bình Ba quay đầu buông tiếng thở dài với Thiệu Tam Tỉnh ở một bên. Thiệu Tam Tỉnh do dự một hồi, nhắc nhở nói: "Đại công tử, không bằng để người tung ra lời đồn, cứ nói Như Hữu Đạo muốn làm trưởng môn tử Kim Động." Thiệu Bình Ba hiểu ý của ông ta, nhưng lại lắc đầu nói: "Không phải lúc. Bên phía nước vệ, đại sự sắp đến, ta không muốn thu hút sự chú ý của hắn đối với ta. Một khi lời đồn truyền ra, người hắn hoài nghi đầu tiên sẽ là ta." việc bên phía nước vệ nhất định phải bí mật cẩn trọng, thủ đoạn tên đó quỷ dị khó lường, ta không muốn thu hút sự chú ý của hắn mà dẫn đến thêm phiền toái. Hắn bây giờ vừa mới đặt chân đến từ Kim Động, hẳn là có rất nhiều việc cần phải ứng đối, tinh lực của hắn tạm thời không thể chú ý đến ta, trước khi việc thành, ta cần phải duy trì khiêm tốn, đừng ở trong sự lựa chọn tốt nhất trong tầm mắt của hắn. chương 1334, chuyển chỗ mà đến. Hơn nữa thời gian này, đại sự sắp đến, ta lại đấu với hắn, bệ hạ sẽ không vui, ở trong mắt của bệ hạ, trước mắt không có việc gì quan trọng hơn việc thôn tín nước vệ. Thiệu Tam tỉnh gật đầu, đại công tử nói phải, Thiệu Bình Ba gật đầu nhìn tình báo trong tay, tâm tình vẫn kích động như cũ, như hiếu đạo thân kiêm địa vị giới tu hành, trong tay lại nắm lấy thế lực thế tục khổng lồ, chỉ dựa cái trước chính là hạng yếu mà y không cách nào bù đắp được. Ngụy Đa,